Channel. Trường Channel. Chương 2991, Cổ Thông Thiên sát ý. Dưới cái nhìn chăm chú của Cổ Thông Thiên, Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ áp lực khó hiểu. Chính xác mà nói, hắn là có chút chột dạ. Thực lực của Cổ Thông Thiên mạnh mẽ, còn vượt qua ngoài dự liệu của Lăng Tiêu, vị Thông Thiên giáo chủ này vạn năm trước cũng đã là tu vi tiên quân tuyệt thế, thực lực hiện tại càng sâu không lường được, chỉ sợ cho dù không có chứng đạo thành đế, cũng kém không xa, nhân vật như vậy, cho dù vẫn luôn bế quan, chẳng lẽ đối với chuyện phát sinh trong cổ thần giáo một chút cũng không biết sao? Lúc trước lôi lăng, bất quá là tu vi tiên vương cảnh, nhưng to gan lớn mật, đồng thời quyến rũ nữ nhi cùng phu nhân của cổ thông thiên, lăng tiêu hiện tại ngẫm lại, đều vô cùng hoài nghi lôi lăng năm đó tìm đường chết như vậy, là như thế nào sống sót? Người chính là lôi lăng. Cổ thông thiên nhìn lăng tiêu thản nhiên hỏi. Không sai. Tại hạ lôi lăng, bái kiến thông thiên giáo chủ, Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, thần sắc như thường, không sai, có thể trở thành thần chi tử là tạo hóa của ngươi, cũng là tạo hóa của thần tộc. Lúc này đây đi tới tiên ma động, thần tộc ta lấy người cầm đầu, cổ Thông Thiên gật đầu nói, khuôn mặt hắn uy nghiêm, ánh mắt thâm thúy, cả người khí tức cường đại mà khủng bố, sâu không lường được. Lăng Tiêu cũng không có từ trên người của hắn phát hiện bất kỳ khác thường. Được, Lăng Tiêu gật gật đầu nói, giáo chủ, ngài rốt cục xuất quan, nếu không phải ngài ta hôm nay chỉ sợ đều phải chết ở thanh vân cái kia mũi trâu trong tay. phù giao phu nhân hướng cổ thông thiên bay tới, trên mặt tràn đầy thần sắc kinh hỉ vô cùng, nhẹ nhàng dựa sát vào trong ngực cổ thông thiên, thanh âm đều có chút làm nũng. tiện nhân, vân khê thánh nữ nguyên bản cũng là vô cùng kích động, hướng cổ thông thiên bay tới, thật không ngờ lại bị phù diêu phu nhân giành trước, không khỏi thầm mắng một tiếng nói. Vi phu nhân lần này bế quan, tuy rằng cũng không có đột phá, nhưng cũng đã tìm được con đường phía trước, khoảng cách một bước kia, hẳn là không xa. Cổ thông thiên thần sắc hòa hoãn, khóe miệng lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai phu nhân nói. Bước đó, phù diêu phu nhân cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nàng tự nhiên rõ ràng cổ thông thiên theo như lời kia một bước rốt cuộc là cái gì, đó là vô số người đều đang truy cầu đỉnh phong đại đạo, vô thượng đại đế chi cảnh, nếu thần tộc có thể xuất hiện một vị đại đế cường giả, làm sao bị tiên tộc ức hiếp đến tận đây? Lăng tiêu cũng là không khỏi ánh mắt lóe lên, vị thông thiên giáo chủ này đã chạm đến đại đế chỉ cảnh sao. Một bước này, không biết vây khốn từ xưa đến nay bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt. Ngay cả côn ngô sơn đế quân cùng Khương Ngọc Dương, cũng không dám nói chạm đến đại đế chi cảnh. Cổ thông thiên quả nhiên bất phàm. Mọi người hàn huyên một hồi rồi rời khỏi tổ thần Sơn, sáu đại thần giáo hẹn nhau hội tụ tại tiên ma động đối với tiên ma đại hội mở ra sớm như vậy tất cả mọi người là thật không ngờ bọn họ vốn cho rằng còn muốn một đoạn thời gian bất quá dị động tiên ma động bọn họ cũng phải trở về chuẩn bị một phen lăng tiêu trở thành con của thần trên danh nghĩa chính là cộng chủ của sáu đại thần giáo đệ tử thiên tài của sáu đại thần giáo đều đã thần phục lăng tiêu Bất quá bên trong lục đại thần giáo, vốn có rất nhiều xấu xa, bọn họ tuy rằng bề ngoài thừa nhận thân phận con trai của lăng tiêu thần, nhưng lăng tiêu nếu thật muốn khống chế lục đại thần giáo, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Bất kể ở đâu, chức mạnh luôn là điều quan trọng nhất. Bất quá lăng tiêu cũng không có nghĩ hiện tại liền khống chế sáu đại thần giáo, chỉ cần có thần tộc ấn còn chưa đủ, chờ hắn chiếm được tạo hóa đỉnh về sau, hai đại trí bỏ ra thân, đến lúc đó hắn tự nhiên chính là chân chính thần tộc chi chủ bất quá lăng tiêu đối với cổ thông thiên vẫn vô cùng kiêng kỵ cổ thông thiên dường như hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa lăng tiêu và vân khê phù diêu phu nhân cũng không biểu lộ ra bất kỳ khác thường nào nhưng lăng tiêu luôn cảm thấy cổ thông thiên có chút không chân thật giống như là cách một tầng sương mù về tới cổ thần giáo về sau cổ thông thiên lấy ra một vật đến để lăng tiêu phù diêu phu nhân cùng vân khê đều là không khỏi biến sắc đó là đầu của chu càn hai mắt chu càn trợn tròn dường như đến chết cũng không thể tin được mình sẽ chết trong tay cổ thông thiên lôi lăng chu càn là đệ tử của ta nhưng hắn lại tư thông tiên tộc hơn nữa vu hãm ngươi bất kính với vân khê và phu nhân phụ lòng khổ tâm của ta cổ thông thiên nhìn thẳng lăng tiêu thản nhiên nói bùm trong đầu lăng tiêu giống như là có thứ gì đó nổ tung tuy rằng cổ thông thiên nói rất mờ mịt nhưng lăng tiêu vẫn là nghe ra chu càn vậy mà phát hiện lăng tiêu cùng vân khê phù diêu phu nhân trong lúc đó quan hệ hơn nữa đem việc này nói cho cổ thông thiên nhưng lựa chọn của cổ thông thiên dĩ nhiên vượt qua ngoài dự liệu của lăng tiêu cổ thông thiên không có phẫn nộ không có trước tiên đi tìm lăng tiêu cùng phù diêu phu nhân chứng thực lại ngược lại lựa chọn chém giết chính mình thân truyền đệ tử lăng tiêu không khỏi trong lòng phát lạnh vị cổ thông thiên giáo chủ này thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a mặc dù trong lòng ý niệm chuyển động nhưng lăng tiêu mặt ngoài lại không lộ thanh sắc ra vẻ kinh ngạc nói giáo chủ ta tự hỏi không có đắc tội qua chu càn đạo huynh hắn vì sao muốn nói xấu ta chu càn là đệ tử thân truyền của ngài cũng bởi vì ta không có để cho hắn tiến vào chư thần cung điện mà ghi hận ta cùng lôi lăng thậm chí còn muốn châm ngòi ly gián quả thực chính là lăng tâm cầu phế tội đáng vạn tử vân khê trên mặt lại lộ ra một tia không đành lòng nói phụ thân chu càn mặc dù làm không đúng nhưng ngài cũng không nên giết hắn a à. Nàng tâm địa thiện lương, tuy rằng ngày thường đối với Chu Càn vô cùng chán ghét, nhưng cũng không có nghĩ tới muốn mạng của Chu Càn. Giờ phút này nhìn thấy đầu Chu Càn, đối với hắn trùng kích rất lớn, làm cho nàng trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Dùng hắn vừa chết, đổi lại thần chi tử của thần tộc ta, ta thấy ngược lại rất có lời, người nói xem lôi lăng. Cổ thông thiên thản nhiên cười nói, giống như ánh mắt thực chất rơi vào trên người lăng tiêu. Giáo chủ nói không sai. Lăng tiêu bình tĩnh nói, nhưng trong lòng hắn lại không khỏi phát lạnh, nhớ tới lời phù diêu phu nhân từng nói, Cổ Thông Thiên muốn giết hắn. Mặc dù một tia sát ý của Cổ Thông Thiên vô cùng yếu ớt, thậm chí cho dù là cường giả cùng cảnh giới cũng không phát hiện được, nhưng Lăng Tiêu lấy 12 đại đạo bản nguyên chứng đạo đế quân, vận mệnh đại đạo cùng nhân quả đại đạo, đối với loại này thiện ác ý niệm vô cùng nhạy cảm, vận mệnh bí thuật cùng nhân quả bí thuật, càng là diễn hóa ra rất nhiều kỳ diệu bí thuật. Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Thông Thiên đối với hắn từ sát ý chỉ bất quá lóe lên rồi biến mất phảng phất là có băn khoăn nào đó dẫn đến cổ thông thiên không có hiện tại liền xuống tay với lăng tiêu muốn giết ta sao rất tốt ta ngược lại muốn nhìn xem trong hồ lô của người bán thuốc gì lăng tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói tiên ma động nằm ở trung tâm tiên giới tiên ma động là một mảnh địa vực vô cùng thần bí nằm ở trung ương của lục đại thần giáo và vĩnh hằng tiên triều đại địa mênh mông, dãy núi nhấp nhô liên miên, trên hư không có một vòng xoáy cực lớn, hiện ra hai màu đen trắng, thần quang cùng tiên quang đan xen, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Vòng xoáy khổng lồ kia chính là tiên ma động. Tiên ma động bình thường là phong bế, thần đạo cùng tiên đạo khí tức đan xen, hình thành một loại cân bằng hoàn mỹ, đem tiên ma động phong ấn lên. Chỉ có cách một đoạn thời gian, tiên ma động xuất hiện dị động, thời điểm thông đạo mở ra, mới có thể tiến vào trong tiên ma động, trong Tiên Ma động là một mảnh di tích thượng cổ, cũng được xưng là đế chiến. Đế chiến chi địa có vô số truyền thừa, cũng có rất nhiều nguy cơ. Ban đầu Tiên Ma động xuất hiện thời điểm, tiên giới bên trong có rất nhiều người ở trong đó chiếm được cường đại truyền thừa, trở thành một phương cường giả. Nhưng sau đó, Tiên Ma động trở thành nơi tổ chức đại hội Tiên Ma. Tiên tộc cùng thần tộc tại Tiên Ma động mở ra thời điểm, sẽ phái ra hai tộc cường giả tiến vào Tiên Ma động bên trong chém giết, cuối cùng người thắng có thể được đến lục đại đạo châu. Những năm gần đây, thần tộc thua nhiều thắng ít chín đại tiên môn thì là càng ngày càng mạnh dẫn đến thần tộc môi trường sống càng ngày càng nhỏ cứ tiếp tục như vậy lại có hai lần tiên ma đại hội thần tộc sẽ đem tất cả đạo châu thua bởi chín đại tiên môn mà tiên ma đại hội lần này vô cùng mấu chốt vô luận là lục đại thần giáo hay là cửu đại tiên môn đều muốn thắng được tiên ma đại hội lần này bởi vì vĩnh hằng đế lộ trong truyền thuyết sắp mở ra mà vĩnh hằng đế lộ cùng tiên ma động có thiên ti vạn lũ liên hệ nguyên bản tiên ma động bởi vì tràn ngập hỗn loạn pháp tắc lực lượng cho nên ít ai lui tới nhưng những ngày gần đây đã có rất nhiều người xuất hiện ở tiên ma động chung quanh tiên ma động bắt đầu phun mỏng quang mang mãnh liệt có không gian pháp tắc thần bí tràn ngập đại biểu tiên ma động muốn mở ra khi lăng tiêu đi tới nơi này thời điểm liền nhìn thấy trong hư không cực lớn tiên ma động đang phun ra mãnh liệt quang mang cùng bồn nguyên lực lượng địa vực vốn vô cùng cằn cỗi bởi vì dị tượng tiên ma động mà biến thành thánh địa tu luyện, rất nhiều người đều đi tới tiên ma động, mượn lực bổn nguyên bằng bạc kia để tu luyện. Trong đó có người của cửu đại tiên môn, cũng có một ít tán tu cùng tiểu gia tộc, tiểu tiên môn cường giả. Bọn họ tuy rằng không cách nào tiến vào tiên ma động, nhưng có thể trước khi tiên ma động mở ra, mượn một lượng lớn bổn nguyên lực nơi này, tăng lên tu vi. Cổ thần giáo lấy lăng tiêu cầm đầu, tổng cộng phái ra 90 vị cường giả, trong chuyện này ngoại trừ lăng tiêu là cường giả đế quân cảnh gia, những thứ khác thuần một sắc đều là tu vi tiên vương cảnh cùng tiên tôn cảnh. Tiên ma đại hội, yêu cầu tu vi thấp nhất cũng phải là tu vi tiên vương cảnh. Về phần tu vi hạn mức cao nhất thì không có yêu cầu, nhưng tuổi nhất định phải dưới vạn tuế. Cho nên cái này quyết định, vô luận là sáu đại thần giáo cũng được, hay là chín đại tiên môn cũng được, phái ra đều là tông môn đệ tử trẻ tuổi, Vân Khê Thánh Nữ lúc này, đây vốn cũng muốn tới tham gia tiên ma đại hội, nhưng bị cổ thông thiên cự tuyệt, lấy Vân Khê Thánh Nữ thức tỉnh thần tộc huyết mạch lý do, để Vân Khê Thánh Nữ bế quan tu luyện. Cho nên cổ thần giáo lấy lăng tiêu cầm đầu, xuất động chín bởi vị cường giả, mà cổ thông thiên thì là ẩn trong bóng tối, đợi đến tiên ma đại hội chân chính bắt đầu, mới có thể xuất hiện. Thời điểm lăng tiêu đi tới tiên ma động, liền phát hiện một mảnh địa vực này, đều bị nồng đậm bổn nguyên lực bao phủ lên, giống như mây mù một mảnh mờ mịt mà cửu đại tiên môn cường giả đã có người đã sớm đến chiếm cứ gần nhất tiên ma động mấy ngọn núi đang thôn phệ tiên ma động bên trong tuôn ra bổn nguyên lực mà trong lục đại thần giáo người của tịch diệt thần giáo cũng đã đến tịch diệt thần giáo lấy lãnh phong cầm đầu tổng cộng có 90 vị đệ tử chiếm cứ một ngọn núi bất quá lăng tiêu phát hiện tịch diệt thần giáo dĩ nhiên cùng người khác sinh ra xung đột ngọn núi này rõ ràng là chúng ta tới trước các ngươi dựa vào cái gì để cho chúng ta rời khỏi nơi này một đệ tử tịch diệt thần giáo không cam lòng nói. Ở trước mặt bọn họ là một đám nam nữ trẻ tuổi mặc đạo bào, khí chất siêu nhiên mà mờ mịt, khuôn mặt bọn họ lạnh lùng, ánh mắt giống như ngôi sao sáng chói mà thần bí, toàn thân đều tản ra một loại khí chất cao cao tại thượng. Chỉ bằng các ngươi những con kiến hèn mọn này cũng xứng chiếm cứ ngọn núi này. Mau cút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Một thanh niên khuôn mặt lạnh lùng cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc khinh thường. Gần tiên ma động nhất, tổng cộng có chín ngọn núi, Chính ngọn núi này có thể xưng là thánh địa tu luyện, bao phủ bổn nguyên lực vô cùng bằng bạc. Chín đại tiên môn đầu tiên phát hiện dị biến tiên ma động, cho nên rất sớm đã đi tới tiên ma động nơi này, chiếm cứ địa hình có lợi nhất. Tám ngọn núi khác đều bị tám đại tiên môn chiếm cứ, tịch diệt thần giáo sau khi tới, dưới sự dẫn dắt của lãnh phong, chiếm cứ ngọn núi thứ chín. Mà người của Diêu Quang tiên môn sau khi đến, tự nhiên liền nhìn chăm chăm tịch diệt thần giáo chiếm cứ ngọn núi này, đến đây làm khó dễ đệ tử tám đại tiên môn khác, một đám thần sắc lạnh lùng, nhìn tịch diệt thần giáo cùng diêu quang tiên môn mọi người giống như là đang xem kịch bình thường, cũng không có nói cái gì. Nhưng tất cả mọi người có thể nhìn ra, diêu quang tiên môn thực lực cường đại, rõ ràng mạnh hơn tịch diệt thần giáo một bậc. Lãnh phòng tu vi mạnh nhất tịch diệt thần giáo là tiên quân cảnh nhị trọng thiên, nhiếp thiên hà cũng là tiên quân cảnh nhị trọng thiên, bọn họ đều là người đã từng tiến vào cung điện chư thần, lúc này tịch diệt thần điện cũng lấy hai người bọn họ làm đầu, nhưng trừ hai người bọn họ ra những người khác cũng đều là đệ tử tiên vương cảnh và tiên tôn cảnh diêu quang tiên môn thì khác diêu quang tiên môn tuy rằng chỉ có sáu mươi người nhưng ước chừng có mười đại đệ tử tiên quân hơn nữa người trẻ tuổi cầm đầu kia mặc tinh thần đạo bào quanh thân tiên quang lượn lờ tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên tiên ma đại hội còn chưa bắt đầu chẳng lẽ diêu quang tiên môn đã muốn cùng chúng ta làm một hồi sao lãnh phong trong con người lóe lên lãnh mang lạnh giọng nói đã là một hồi chỉ bằng các ngươi cũng xứng thức thời thì cút đi nếu không các ngươi chỉ sợ ngay cả tiên ma động cũng không vào được người trẻ tuổi lạnh lùng kia nói cửu đại tiên môn đệ tử đều có một cỗ ngạo khí tự nhiên cao cao tại thượng đối mặt những người tiên tộc khác đều là vô cùng kiêu ngạo chớ đừng nói chi là đối mặt sáu đại thần giáo người trong mắt cửu đại tiên môn đệ tử của lục đại thần giáo đều là đối tượng bọn họ săn giết căn bản không có tư cách đứng cùng một chỗ với bọn họ cho nên Diêu quang tiên môn mới có thể đương nhiên cho rằng ngọn núi này nên bọn họ chiếm cứ. Nếu chúng ta không đi thì sao? Lãnh phong lạnh giọng nói, trong con người lộ ra một tia sát khí. Không đi. Không đi thì ở lại đi. Trong đám đệ tử diêu quang tiên môn, người trẻ tuổi chúng tinh cùng nguyệt kia rốt cục mở miệng, lạnh nhạt nói. Hắn là nhâm thiên tuyệt, thánh tử kinh tài tuyệt diễm nhất diêu quang tiên môn. Mà thánh tử nhâm tiêu giao, chính là thân đệ đệ của hắn. Tranh. Tranh. Tranh, một hồi thanh đao ra khỏi vỏ vang lên tịch diệt thần giáo cùng diêu quang tiên môn mọi người đều là nhao nhao lấy ra binh khí lẫn nhau trong con người sát khí tràn ngập lẫn nhau rằng co phảng phất một hồi đại chiến bất cứ lúc nào liền muốn bộc phát ra lãnh phong nhìn thằng nhâm thiên tuyệt khí huyết quanh thân mãnh liệt tịch diệt bản nguyên thể nở rộ ra ánh sáng huất sắc tràn ngập một loại khí tức tịch diệt chiến ý bốc lên nguyên bản lúc bọn họ đối mặt chính đại tiên môn còn có thể ẩn nhẫn nhưng từ khi đi theo thần chi tử đại nhân về sau, huyết mạch giam cầm bị đánh vỡ, trở thành chân chính thần tộc về sau, cái loại này thuộc về thần tộc kiêu ngạo cùng vinh quang cũng đã trở lại. Lãnh phong cùng nhất thiên hà không có chút nào lui về phía sau chi ý, coi như là cùng nhâm thiên tuyệt đại chiến một hồi, cũng sẽ không tiếc. Ngu ngoan mất linh. Nhâm thiên tuyệt cười lạnh một tiếng nói, Hắn căn bản không có đem lãnh phong cùng nhếp thiên hà để ở trong mắt, quanh thân tiên quang sáng chói, mơ hồ có tinh hà ở trong con người của hắn hiện ra, để cho hắn cả người đều lộ ra càng ngày càng thần bí. đệ tử thiên tài của lục đại thần giáo vốn không bằng đệ tử của cửu đại tiên môn, cho dù cung cảnh giới chiến đấu cũng thua nhiều thắng ít, càng không cần phải nói nhâm thiên tuyệt còn cao hơn bọn họ một cảnh giới. nhâm thiên tuyệt quyết định ra tay, hung hăng giáo huấn lãnh phong và nhếp thiên hà coi như là chấn nhếp người của lục đại thần giáo trong mắt cửu đại tiên môn cái gọi là tiên ma đại hội vốn chính là sân nhà của bọn họ đệ tử lục đại thần giáo phần lớn là cửu non đợi làm thịt căn bản không có lực phản kháng gì diêu quang tiên môn thật sự là uy phong thật lớn a à. nhưng vào lúc này một đạo thanh âm lạnh nhạt ở trong hư không vang lên lăng tiêu mang theo cổ thần giáo đông đảo đệ tử cất bước mà đến ánh mắt lạnh nhạt mà thâm thúy rơi vào trên người nhâm thiên tuyệt tản ra một cỗ đại thế bằng bạc ra mắt thần chi tử đại nhân lãnh phong cùng nhiếp thiên hà sau khi nhìn thấy lăng tiêu đều là không khỏi cả người chấn động trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động hướng lăng tiêu không người thi lễ nói cổ thần giáo ngươi là người phương nào cũng dám quản chuyện của diêu quang tiên môn ta nhâm thiên tuyệt nhìn lăng tiêu một cái lạnh lùng nói hắn có thể nhìn ra lăng tiêu tu vi bất quá là tiên quân cảnh nhất trọng thiên mà thôi tu vi như vậy cũng dám ở trước mặt hắn cản rỡ thật sự là không biết gọi là gì cho các ngươi thời gian ba hơi thở cút xuống lăng tiêu thản nhiên nói lớn mật, người là thứ gì, cũng dám làm càn trước mặt thánh tử nhà ta. Một đệ tử diêu quang tiên môn hét lớn một tiếng nói. Hả? Ánh mắt lăng tiêu lóe lên, trong phút chốc phòng phất có một chùm sáng sắc bén xuyên thấu hư không mà đến, trong nháy mắt liền đánh vào trên người đệ tử diêu quang tiên môn kia. Bùm! Đệ tử diêu quang tiên môn kia cả người chấn động mạnh như bị xét đánh, mi tâm trong nháy mắt phun ra máu tươi, cả người trực tiếp bay ra ngoài cho dù hắn có tu vi tiên tôn cảnh, nhưng vẫn không ngăn được một ánh mắt của Lăng Tiêu. Thật can đảm. Trong con ngươi Nhâm Thiên Tuyệt hàn quang lóe lên, thật không ngờ Lăng Tiêu lại bá đạo như vậy, trực tiếp ra tay với đệ tử Diêu Quang Tiên môn. Ầm ầm. Tiên quang quanh thân hắn bốc lên mãnh liệt, phảng phất có một mảnh tinh hà lượn lờ xung quanh hắn, làm cho khí tức cả người hắn đều trở nên vô cùng khủng bố. Ba hơi thở đã qua. Xem ra, người không có đem lời của ta để ở trong lòng a." À. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Bùm, ánh mắt của hắn trong nháy mắt liền trở nên vô cùng sắc bén, giống như kiếm quang tuyệt thế, khí tất cả người trở nên vô cùng khủng bố, lăng không một quyền hướng nhâm thiên tuyệt đánh tới. Hỗn độn quang bốc lên, một quyền này chính là thuần túy thân thể lực lượng, nhưng quyền ý vung vãi, bá đạo vô cùng, giống như tổ thần hàng thế, hoành áp chư thiên bình thường, cương mãnh bá đạo đến cực điểm. Sắc mặt nhâm thiên tuyệt đại biến, trong nháy mắt liền cảm giác được nguy cơ chí mạng đánh úp lại. Chu thiên tinh lạc đại tiên thuật, Nhâm Thiên Tuyệt giống to một tiếng, trực tiếp thi triển ra tiên thuật vô thượng của Diêu Quang Tiên môn. Tiên quang quanh thân hắn mãnh liệt bốc lên, biến ảo thành một mảnh tinh hà mênh mông, vô tận tinh quang rơi xuống, từng viên trí tôn tinh thần như là trống rỗng hiện ra, ẩn chứa vô cùng thần lực, hướng Lăng Tiêu trấn áp xuống. Đồng thời, quanh thân hắn tinh hà hội tụ, như là trong phút chốc tách ra vô tận thời không, hình thành một mảnh vô cùng cường đại tinh thần phòng ngự thần quang. Răng rắc, to lớn quyền ấn ngang không mà đến từng viên trí tôn tinh thần trong nháy mắt ầm ầm nổ tung giống như là giấy dán bình thường căn bản không cách nào để cho đạo quyền kia có chút dừng lại cái gọi là chu thiên tinh lạc đại tiên thuật ở lăng tiêu một quyền này dưới có vẻ là như thế không chịu nổi một kích thần quang phòng ngự quanh thân thiên tuyệt cũng ầm ầm vỡ nát một quyền kia của lăng tiêu không có bất kỳ trở ngại đánh vào ngực nhâm thiên tuyệt bùm tinh thần đạo bào trên người hắn rung động kịch liệt đến cuối cùng ầm ầm lập tức nổ thành một mảnh bột mị lồng ngực nhâm thiên tuyệt sụp đổ huyết vũ tràn ngập trực tiếp xuất hiện một cái động máu thật lớn mà cả người hắn cũng là trực tiếp bay ra ngoài trong miệng phun máu tươi không ngừng dưới một quyền tiên quân cảnh tam trọng thiên nhâm thiên tuyệt bại cái gì tất cả mọi người yêu quang tiên môn đều sợ ngây người nhâm thiên tuyệt là đại sư huynh của bọn họ cũng là vị thánh tử cường đại nhất diêu quang tiên môn thậm chí ngay cả một quyền của lăng tiêu cũng không tiếp được mà cường giả bát đại tiên môn chung quanh trong ánh mắt cũng lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc bọn họ nguyên bản giống như là đang xem kịch bình thường, chuyện không liên quan đến mình cao cao trao lên, hơn nữa bọn họ cũng tin tưởng cuối cùng chịu thiệt nhất định là tịch diệt thần giáo. Nhưng bọn họ lại không ngờ lại có kết quả như vậy, người trẻ tuổi của cổ thần giáo kia, lại cường đại như vậy. Hắn ta là ai? Là hắn. Lôi lăng. Trong thông thiên tiên môn, một người trẻ tuổi hai mắt khép hờ bỗng nhiên mở hai mắt ra, kiếm quang sắc bén phun ra, làm cho vô số cổ kiếm bốn phía đều đang tranh minh rung động hắn là kiếm tâm thánh tử thông thiên tiên môn phảng phất là lăng tiêu một quyền kia kinh động hắn để cho hắn từ trong tu luyện tỉnh lại trong nháy mắt liền thấy được lăng tiêu một quyền đánh bại nhâm thiên tuyệt cảnh tượng lại nói tiếp hắn cùng lăng tiêu còn có một hồi cực chiến về thần đỉnh mảnh vỡ cực chiến khi đó hắn căn bản không có đem lăng tiêu để vào mắt dù sao lăng tiêu cùng hắn tranh lệch quá lớn nhưng hắn thật không ngờ, lúc này mới qua bao lâu, lăng tiêu tu vi dĩ nhiên cũng đã đột phá đến tiên quân cảnh, hơn nữa chiến lực còn có lớn như thế tăng lên. Tốt lắm! Như vậy người mới xứng để cho ta xuất kiếm. Kiếm tâm thánh tử nhẹ giọng lầm bẩm trong con người hiện ra chiến y cường đại. Lăng tiêu một quyền chấn áp nhâm thiên tuyệt, để tịch diệt thần giáo cùng cổ thần giáo tất cả đệ tử đều là vô cùng phấn chấn, lãnh phong cùng nhất thiên hà càng là cảm thấy đương nhiên thần chi tử đại nhân tuyệt thế vô song, chỉ là một nhâm thiên tuyệt, làm sao có thể là đối thủ của thần chi tử đại nhân. Mà người của cửu đại tiên môn, khinh thị trong ánh mắt cũng đều biến mất, trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu lộ ra một tia ngưng trọng. Lăng tiêu cường đại, để cho bọn họ cũng đều là bắt đầu nghiêm túc lên. Hắn là lôi lăng. Có người kinh hô một tiếng, nói ra thần phận lăng tiêu. Lôi lăng. Chính là lôi lăng được xưng là phong lưu tiên vương. Hắn không phải người tiên tộc ta sao? Sao lại trở thành người của cổ thần giáo? Lôi lăng trên người dĩ nhiên không có bất kỳ tiên đạo khí tức, trên người hắn tiên căn đều biến mất, ngược lại có được một thân vô cùng tinh thuần thần đạo khí tức. Tên hỗn đàn này lại tự hủy tiên căn, dung nhập thần cốt, đây quả thực là phản đồ tiên tộc ta. Nói không sai, lôi lăng này chính là phản đồ tiên tộc ta, bại hoại. Sau khi mọi người của chính đại tiên môn phát hiện thân phận của lăng tiêu, cũng phát hiện chuyện tiên căn trong cơ thể lăng tiêu biến mất, nhất thời từng người lòng đầy căm phẫn. Trong ánh mắt bọn họ nhìn về phía lăng tiêu, tràn ngập khinh bỉ cùng phẫn nộ theo bọn hắn xem ra, tiên tộc vốn là tài trí hơn người, chính là chư thiên vạn giới mạnh nhất chủng tộc, lại có người sẽ phản bội tiên tộc, trở thành thần tộc một thành viên. Quả thực chính là không thể tha thứ. Bất quá, bởi vì Lăng Tiêu vừa mới một quyền đánh bại Nhâm Thiên Tuyệt, thể hiện ra vô cùng cường đại chiến lực, bọn họ cũng không dám ra tay, chỉ là âm thầm nhỏ giọng nghị luận. Lôi Lăng, rất tốt. Ta nhớ kỹ ngươi. Nhâm Thiên Tuyệt khẩu ho ra máu không ngừng, sắc mặt xanh mét vô cùng, trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu tràn ngập phẫn nộ cùng kiên kỵ. Nhưng hắn cũng hiểu là đá tới trên tấm sắt, cho nên chỉ để lại một câu ngoan thoại, sau đó mang theo diêu quang tiên môn đệ tử, thập phần chật vật rời đi ngọn núi này. Trong mắt lăng tiêu lóe lên tinh quang, cũng không nói thêm gì, tuy ý đám người nhâm thiên tuyệt rời đi. Kỳ thật, hắn vốn là dự định đem nhâm thiên tuyệt lưu lại, nhưng là hắn lại cảm giác được sâu trong hư không, có mấy đạo khí tức cường đại mà mịt mờ, những kia chỉ sợ đều là chính đại tiên môn trí cường giả, không thiếu tuyệt thế tiên quân cấp bậc cường giả. Nếu Lăng Tiêu dám ra tay, bọn họ nhất định sẽ ngăn cản. Lăng Tiêu nghĩ nghĩ, vẫn là không có ra tay, dù sao tiên ma đại hội cũng sắp bắt đầu, đến lúc đó lại giết nhâm thiên tuyệt, bất quá là dễ dàng mà thôi. Thường ngày tiên ma đại hội, tiên tộc đều là đảm đương người thợ săn nhân vật, đem thần tộc cho rằng con mồi, chém giết rất nhiều thần tộc cường giả. Nhưng lúc này đây, Lăng Tiêu cảm thấy nên làm ngược lại. Cũng nên để tiên tộc nếm thử sợ hãi bị săn giết. Thần chi tử đại nhân, khoảng cách tiên ma động mở ra còn có mấy ngày thời gian ngài ở chỗ này tu luyện đi lãnh phong nói với lăng tiêu chủ động muốn nhường ngọn núi này cho lăng tiêu tiên ma động bên trong phun ra nồng đậm thần đạo cùng tiên đạo khí tức còn có bằng bạc bổn nguyên chi lực ở chỗ này tu luyện có thể nói là một ngày ngàn dặm hơn nữa thông qua hấp thu những bổn nguyên lực này cũng có thể dung hợp khí tức trong tiên ma động tốt hơn đến lúc đó tiến vào tiên ma động cũng có thể ít đi vài phần trở ngại cho nên người của cửu đại tiên môn đều đang tranh thủ thời gian tu luyện thôn phệ bổn nguyên lực mãnh liệt. Không cần, các ngươi ở chỗ này hảo hảo tu luyện đi, ta có chỗ tốt hơn. Lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Trong con người của hắn phong mang lóe ra, nhìn về phía kiếm tâm thánh tử trên một ngọn núi xa xa. Ông, ánh mắt hai người ở trong hư không va chạm, để hư không đều tại hơi hơi rung động, bốn phía bổn nguyên lực mãnh liệt mênh mông, giống như gió lốc bình thường thổi quét tứ phương. Lăng tiêu bước ra một bước, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt kiếm tâm thánh tử. Kiếm tâm thánh tử, chúng ta lại gặp mặt. Lăng Tiêu khẽ cười nói, "Lôi Lăng, thật không ngờ ngươi lại phản nhập cổ thần giáo." Kiếm Tâm Thánh Tử thản nhiên nói, "Ta vốn là người của thần tộc, làm sao nói tới phản bội tiên tộc." Lăng Tiêu lắc đầu nói, "Hắn lúc này đây, chính là vì mảnh vỡ thần đỉnh. Mảnh vỡ thần đỉnh của sáu đại thần giáo đều đã rơi vào trong tay hắn, nếu lại có được mảnh vỡ thần đỉnh của Thông Thiên Tiên môn, mảnh vỡ tạo hóa đỉnh hắn có thể thu thập một bộ phận rất lớn." Lăng Tiêu luôn cảm thấy, nếu là hắn sớm đạt được thần đỉnh mảnh nhỏ, tiến vào tiên ma động bên trong có lẽ sẽ có lợi. Mảnh vỡ thần đỉnh đều ở chỗ ta. Lục tiên kiếm đâu? Trong con người kiếm tâm thánh tử lộ ra chiến y cường đại. Giữa hắn và Lăng Tiêu có một hồi đánh cuộc. Đó là về thần đỉnh mảnh nhỏ, đại lục tiên thuật cùng với lục tiên kiếm thuộc về đồ chiến, vì trận chiến này kiếm tâm thánh tử cũng đã chuẩn bị rất lâu, Tuy rằng vừa rồi lăng tiêu một quyền đánh bại nhâm thiên tuyệt, nhưng hắn vẫn không có chút e ngại nào, ngược lại tràn ngập tự tin cùng chiến y cường đại. Trận đánh cuộc giữa ta và ngươi, ta xem chọn ngày không bằng đụng ngày, không bằng hôm nay ta và ngươi đánh một trận, như thế nào? Lăng tiêu lạnh nhạt cười nói. Có thể. Ngươi đột phá đến cảnh giới tiên quân, ta cũng không coi là lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá một trận chiến này, ngươi không thắng được. Kiếm tâm thánh tử thản nhiên nói, ánh mắt sáng ngời như mũi nhọn lôi lăng này lại muốn đánh một trận với kiếm tâm thánh tử. Tất cả mọi người không khỏi sừng sốt. Bọn họ bắt đầu cho rằng lăng tiêu to gan lớn mật là muốn cướp đoạt thông thiên tiên môn ngọn núi, nhưng thật không ngờ lăng tiêu dĩ nhiên là muốn cùng kiếm tâm thánh tử một trận chiến. Kiếm tâm thánh tử thực lực cường đại vô cùng, ở chín đại tiên môn thiên kiêu yêu nghiệt bên trong, có thể đứng ở top 3, hơn nữa kiếm tâm thánh tử tu vi đã đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong căn bản không phải vừa mới đột phá đến tiên quân cảnh tam trọng thiên nhâm thiên tuyệt có thể so sánh kiếm tâm thánh tử chính là thông thiên tiên môn một đời này chói mắt nhất kiếm đạo thiên tài tu luyện đại chu tiên thuật cùng đại hãn tiên thuật thực lực sâu không lường được lôi lăng làm sao dám khiêu chiến kiếm tâm thánh tử thân thể của hắn cường đại vừa mới tuy rằng đánh bại nhâm thiên tuyệt nhưng hắn thật sự cho rằng như vậy có thể chiến thắng kiếm tâm thánh tử sao có người cười lạnh một tiếng nói ta xem trận chiến này chỉ sợ hắn sẽ phải chết dưới kiếm của kiếm tâm thánh tử tiên ma đại hội còn chưa bắt đầu sáu đại thần giáo cùng chín đại tiên môn liền muốn khẩn cấp trước đại chiến một hồi sao ta thấy chưa chắc bọn họ hẳn là đánh không nổi vĩnh hằng tiên triều sẽ không cho phép bọn họ ở bên ngoài tiên ma động sinh ra tranh chấp mọi người nghị luận sôi nổi nói đại bộ phận mọi người đều cho rằng lôi lăng không có khả năng chiến thắng được kiếm tâm thánh tử còn có người cho rằng lăng tiêu cùng kiếm tâm thánh tử trận chiến này chỉ sợ cũng đánh không nổi dù sao tiên ma đại hội sắp mở ra người khởi xướng đại hội tiên ma nhất vĩnh hằng tiên triều tuy rằng vĩnh hằng tiên triều không tham gia đại hội tiên ma nhưng đối với đại hội tiên ma có quyền lên tiếng tuyệt đối lăng tiêu nếu là cùng kiếm tâm thánh tử một trận chiến đó chính là tư đấu chính là khiếu chiến vĩnh hằng tiên triều uy nghiêm tính toán thời gian người của vĩnh hằng tiên triều cũng sắp tới rồi ong ngay tại thời điểm mọi người nghị luận, trong hư không bỗng nhiên có tiên quang rực rỡ rơi xuống, tiên âm dễ nghe, ba hoa trích trẻ, dị tượng thần bí hiện ra, làm cho một mảnh thiên địa này đều trở nên tường hòa mà mờ mịt. Tất cả mọi người không khỏi chấn động cả người. Người của Vĩnh Hằng Tiên Triều đã tới. Một đám nữ từ mặc lụa mỏng, thanh lệ thoát tục, đạp hư mà đến, mỗi một người đều có dung nhan tuyệt sắc, khí chất mờ mịt mà xuất trần ở phía sau các nàng, còn lại là có hai hàng chiến sĩ trẻ tuổi mặc giáp trụ màu đen, cầm trường thương trong tay, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, quanh thân bọn họ lượn lờ sát khí, ánh mắt lạnh lùng, khí tức vô cùng cường đại, vừa nhìn chính là bách chiến tinh nguyện chi sĩ, mà ở trung ương nhất, chính cái toàn thân kim quang sáng trái thần long, lôi kéo một khung lấy tiên kim đúc thành hư không chiến xa chậm rãi mà đến. Chiếc hư không chiến xa kia cổ xưa mà thần bí, lượn lờ tiên quang rực rỡ, hơn nữa có đế uy tràn ngập ra, xa mỏng phiêu vũ, thụy khí bốc lên, mơ hồ ở trên tòa chiến xa kia, phảng phất ngồi ngay ngắn một thân ảnh trẻ tuổi, làm cho người ta thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tự có một cỗ đại thế bằng bạc tràn ngập ra, giống như thiên đế xuất hành, làm cho lòng người sinh kính sợ. T. Có người hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng kinh hãi. 36 nữ tử dung nhan tuyệt sắc, cùng với 36 chiến sĩ mặc giáp trụ, còn có 9 con hoàng kim thần long kia, tất cả đều là tu vi tiên quân cảnh, mà một đạo thân ảnh trên hư không chiến xa kia, càng làm cho lòng người sợ hãi không thôi, thậm chí không dám đối diện, không tự chủ được cúi đầu xuống, trong lòng tràn ngập khiếp sợ. Nội tình Vĩnh Hằng Tiên triều quả nhiên khủng bố. Đây là tiên đế chiến xa của Cửu hoàng tử điện hạ. Thật không ngờ Tiên Ma đại hội lần này lại là Cửu hoàng tử điện hạ đích thân tới. Trong Cửu đại tiên môn có người kinh hô một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động, Cửu hoàng tử điện hạ chẳng lẽ chính là vị cửu hoàng tử được xưng là hoành áp tuyệt thế, thiên mệnh vĩnh xương. vị này nghe nói là vị kinh tài tuyệt diễn nhất trong cửu đại hoàng tử của vĩnh hằng tiên triều, ngay cả vị thái tử điện hạ năm đó cũng không bằng cửu hoàng tử, rất được tiên hoàng bệ hạ coi trọng, thật không ngờ hắn lại đến. có người nhỏ giọng nghị luận, vị cửu hoàng tử điện hạ này ở trong tiên giới có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. nếu nói trong tiên giới, thiên kiêu đầu tiên của thế hệ trẻ là ai, vậy nhất định là cửu hoàng tử điện hạ không thể nghi ngờ không có bất kỳ ai hoài nghi điểm này. Cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt của chính đại tiên môn và sáu đại thần giáo, đều được cửu hoàng tử điện hạ phụ trợ, vô cùng ảm đạm, giống như đom đóm trên trăng sáng. Cửu đại tiên môn cường đại nhất thái nhất tiên môn, năm đó cửu hoàng tử chứng đạo tiên quân thời điểm, cùng thái nhất tiên môn thánh tử Thái Uyên đánh một trận, cửu hoàng tử chỉ ra một quyền, lúc ấy so với cửu hoàng tử cao hơn hai cái tiểu cảnh giới Thái Uyên, liền bại. Bại không có bất kỳ lo lắng nào, trên một ngọn núi gần Tiên Ma Động nhất, trong đông đảo đệ tử thái nhất tiên môn, Thái Uyên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía thân ảnh của hư không chiến xa, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ thật sâu. Mặc dù hiện giờ Thái Uyên đã có tiên quân cảnh ngũ trọng thiên tu vi, có thể nói chín đại tiên môn thế hệ trẻ tuổi nhất cường giả, nhưng đối mặt với cửu hoàng tử, hắn vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào. Điện hạ có lệnh, lúc Tiên Ma Động chưa mở ra, bất luận kẻ nào cũng không được tư đấu. Bên cạnh chiến xa tiên đế, một lão già mặc đạo bào, râu tóc đều trắng, nhưng khuôn mặt hồng nhuận như trẻ con nhàn nhạt, nhạt nói, thanh âm giống như sấm sét truyền khắp nơi. Bùm, một cỗ uy áp cường đại mà khủng bố từ trên người của hắn tràn ngập ra, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, để cho tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lão già đạo bào này là một vị tiên quân tuyệt thế. Vĩnh Hằng Tiên triều đối với Tiên Ma Đại hội lần này lại coi trọng như thế, chẳng những phái gia cửu hoàng tử điện hạ, lại còn phái ra một vị tiên quân tuyệt thế, phải biết rằng tuyệt thế tiên quân chính là đứng ở tiên quân cảnh cửu trọng thiên tuyệt thế cường giả, có thể nói dưới đại đế người mạnh nhất, thực lực sâu không lường được, liền ngay cả chính đại tiên môn bên trong, nhân vật như vậy đều là cực ít, dĩ nhiên là hắn. Trong con ngươi lăng tiêu lóe lên tinh quang, ánh mắt dừng ở trên tiên đế chiến xa. Hắn nhận ra vị cửu hoàng tử điện hạ này, năm đó ở trong yêu giới, vị tiên tộc điện hạ thần bí kia, nguyên lai chính là cửu hoàng tử. Lăng Tiêu cũng thật không ngờ, lại ở chỗ này gặp được vị tiên tộc điện hạ kia, hơn nữa vị cửu hoàng tử điện hạ này tu vi sâu không lường được, ngay cả Lăng Tiêu cũng không nhận ra, hắn hiện giờ đến tột cùng là cảnh giới gì. "Lôi Lăng, nếu cửu hoàng tử điện hạ hạ lệnh, vậy ta và ngươi một trận chiến kéo dài, đợi đến khi tiến vào Tiên Ma Động, lại tiếp tục một trận chiến." Kiếm Tâm Thánh Tử nhìn Lăng Tiêu một cái, thản nhiên nói, chín đại tiên môn trên danh nghĩa đều thuộc về vĩnh hằng tiên triều thống trị, cho nên cử hoàng tử điện hạ hạ lệnh kiếm tâm thánh tử cũng chỉ có thể tuân theo. Bất quá ta hy vọng 32 khối thần đình mảnh nhỏ, kiếm tâm thánh tử cần phải mang ở trên người, đó là chiến lợi phẩm của ta. Lăng tiêu thản nhiên cười nói. Nói khoác không biết ngượng. Chờ ngươi thắng ta rồi nói sau. Kiếm tâm thánh tử cười lạnh một tiếng, xoay người trở lại trong đông đảo đệ tử thông thiên tiên môn, chứng kiến lăng tiêu cùng kiếm tâm thánh tử không có đánh nhau, những cái kia xem náo nhiệt tất cả mọi người là có chút thất vọng. Bất quá bởi vì cửu hoàng từ điện hạ đến, tất cả mọi người trở nên thành thật. Tinh quang trong con người lăng tiêu lóe lên, hắn cảm giác được cửu hoàng từ điện hạ trên chiến xa tiên đế, ánh mắt vẫn dừng lại ở trên người của hắn. Nhưng vào lúc này, một nữ từ mặc lụa mỏng nhẹ phiêu nhiên tới, đi tới trước mặt lăng tiêu. Lôi lăng, điện hạ nhà ta cho mời, mời đi theo ta. Nàng nhìn lăng tiêu một cái, thản nhiên nói. Được. Lăng tiêu trầm ngâm một lát, nhàn nhạt đáp lại. Hắn cũng muốn nhìn xem vị cửu hoàng tử điện hạ này rốt cuộc muốn làm gì. Lăng tiêu không cho rằng cửu hoàng tử điện hạ có thể nhận ra thân phận của hắn, vậy có lẽ chính là bởi vì hắn thành con của thần nguyên nhân. Lăng tiêu đi tới bên cạnh tiên đế chiến xa. Ông! Một trận mây mù mờ ảo, tiên quang rực rỡ trói mắt, lụa mỏng trên chiến xa tiên đế chậm rãi tách ra, lộ ra một đạo thân ảnh trong đó. Đó là một người đàn ông hoàn hảo, trên chiến xa tiên đế, cửu hoàng tử điện hạ mặc đạo bào màu trắng, dáng người thon dài, da thịt cả người trắng noãn như ngà voi, trong suốt long lanh, tản ra tiên quang. Hắn có một bộ dung nhan vô cùng hoàn mỹ, phong thần như ngọc, tuấn lãng bất phàm, phảng phất siêu thoát trần thế, toàn thân đều đan xen đạo lý. Khuôn mặt của hắn bình tĩnh, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, nhạt, một đôi con ngươi ẩn chứa hào quang vô cùng thần bí, phảng phất có cảnh tượng chư thiên thế giới sinh diệt lại giống như là một mảnh tinh không thâm thúy, làm cho người ta nhịn không được muốn trầm luân trong đó. Quả nhiên là Lăng Tiêu đã từng gặp vị tiên tộc điện hạ kia, liền ngay cả dung mạo đều là giống nhau như đúc. "Trên người của ngươi có một loại để cho ta rất quen thuộc khí tức, chẳng lẽ chúng ta trước kia gặp qua sao?" Cửu hoàng tử điện hạ thản nhiên nói, thanh âm mờ mịt mà ôn hòa. Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, vị cửu hoàng tử điện hạ này thật đúng là trực giác nhạy bén. Bất quá Lăng Tiêu vẫn như cũ là không lộ thanh sắc nói, "Ta là Lôi Lăng, hôm nay là lần đầu tiên ta nhìn thấy điện hạ." "Vậy sao? Có thể là ta cảm giác sai rồi." Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói, "Cửu hoàng tử có chuyện gì muốn gặp tại hạ?" Lăng Tiêu nhìn cửu hoàng tử một cái, thản nhiên nói, "Vị cửu hoàng tử điện hạ này, cả người như là bịt kín một tầng sương mù, giống như biển rộng sâu không lường được, làm cho người ta không cách nào cảm giác được tu vi chân chính của hắn." Bất quá Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được, vị cửu hoàng tử này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm. "Lôi Lăng, ngươi vốn là tiên tộc, nhưng bổn cung lại không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên sẽ trở thành thần chi tử của thần tộc. Ta thấy mục đích của ngươi rất đơn giản, trở thành tùy tùng của ta, ta bảo đảm ngươi có thể chứng đạo thành đế." Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói. Hắn không có bất kỳ che giấu, vô cùng trực tiếp liền nói ra mục đích của hắn. Hắn dĩ nhiên là muốn mời chào Lăng Tiêu để Lăng Tiêu trở thành tùy tùng của hắn, bảo ta chứng đạo thành đế. Cửu hoàng tử điện hạ sao còn chưa chứng đạo thành đế? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói, năm đó trong hồng hoang bí cảnh của yêu giới, cửu hoàng tử điện hạ cũng nói như vậy. Vị cửu hoàng tử điện hạ này tuy rằng tu vi sâu không lường được, nhưng cũng chỉ là tu vi tiên quân cảnh mà thôi, chính hắn cũng không có chứng đạo thành đế, lại lấy đâu ra sức mạnh cam đoan Lăng Tiêu có thể chứng đạo thành đế. Đại đế Hoành Áp chư thiên, tung hoành vô địch, chính là chư thiên vạn giới trí cường giả, cũng không phải rau cải trắng, há có thể nói chứng đạo là có thể chứng đạo. Lăng tiêu mặc dù không biết cửu hoàng tử có chỗ dựa gì, nhưng đối với những lời này tự nhiên là không tin. Hắn tin tưởng, dựa vào chính hắn, không cần những người khác trợ giúp cũng có thể đi đến một bước kia. Cửu hoàng tử dường như hiểu được ý tứ trong lời nói của lăng tiêu, lạnh nhạt cười nói, lôi lăng, ta biết ngươi không tin, nhưng ngươi lại không biết nội tình vĩnh hằng tiên triều ta mạnh bao nhiêu, ta nói bảo đảm ngươi chính đạo thành đế ngươi liền nhất định có thể chính đạo thành đế bất quá việc này ta cũng không yêu cầu ngươi hiện tại liền cho ta đáp án sau tiên ma đại hội nếu ngươi còn sống ngươi liền có tư cách trở thành tùy tùng của ta trong giọng nói của cửu hoàng tử tràn đầy tự tin cường đại hơn nữa ý tứ trong lời nói, nói của hắn dĩ nhiên là lăng tiêu bây giờ còn không có tư cách trở thành tín đồ của hắn chỉ có trải qua tiên ma đại hội về sau tại chín đại tiên môn vây giết dưới không chết mới có tư cách trở thành tín đồ của cửu hoàng tử ta bây giờ là thần tộc, không phải tiên tộc. Nếu cửu hoàng tử điện hạ không có chuyện gì, tại hạ xin cáo từ." Trong con người Lăng Tiêu lộ ra một tia sắc bén, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn đối với lời nói của cửu hoàng tử cũng không thích, nhưng cũng không nói thêm gì mà xoay người rời đi. Nhưng Lăng Tiêu trong lòng có một loại dự cảm, hắn cùng vị này cửu hoàng tử điện hạ sớm muộn sẽ có một trận chiến. Nhìn bóng lưng Lăng Tiêu đi xa, trong ánh mắt cửu hoàng tử điện hạ lộ ra một tia kỳ dị điện hạ, cái này lôi lăng mặc dù là thần chi tử, nhưng tu vi vẫn là quá yếu. ngài coi như là thu phục hắn, để hắn trở thành ngài tùy tùng, chỉ sợ tại vĩnh hằng đế lộ bên trên, hắn đối với ngài cũng không có gì trợ giúp a. À. bên cạnh tiên đế chiến xa, lão già mặc đạo bảo chậm rãi nói, tu vi của hắn đối với ta có lẽ không có trợ giúp gì, nhưng là thân phận của hắn lại đối với ta có trợ giúp rất lớn. thần chi tử, đây chính là quan hệ đến thần tộc khí vận cùng tạo hóa, nếu hắn đi theo ta. Ta đây một bước cuối cùng cũng có thể viên mãn." Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi lộ ra một tia quang mang kỳ dị, "Chỉ sợ người này kiệt ngạo bất tuân, không muốn trở thành tùy tùng của ngài." Lão già đạo bào nhìn bóng lưng lăng tiêu nói, "Nếu hắn chết trong tiên ma động, vậy chứng tỏ hắn không phải là thần chi tử chân chính, nếu hắn còn sống, đến lúc đó ta sẽ tự mình xuất thủ, hàng phục hắn." Cửu hoàng tử điện hạ lạnh nhạt cười nói, "Điện hạ nếu là tự mình xuất thủ, vậy tự nhiên không có vấn đề." Đạo bào lão giả gật gật đầu nói, phẳng phất đương nhiên bình thường, chỉ cần cử hoàng tử điện hạ ra tay là có thể hoàn toàn hàng phục lăng tiêu. Lăng tiêu mang theo cổ thần giáo đông đảo đệ tử, tùy tiện lựa chọn một ngọn núi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tiềm tu, đồng thời chờ đợi tiên ma động mở ra. Thấy lăng tiêu bị cử hoàng tử điện hạ gọi đi đàm luận lâu như vậy, tuy rằng không biết lăng tiêu cùng cử hoàng tử điện hạ đang đàm luận cái gì, trong ánh mắt mọi người đều là lộ ra thần sắc khác thường. Cử hoàng tử điện hạ, trong toàn bộ tiên giới đều là một truyền kỳ, trong truyền thuyết cử hoàng tử điện hạ dưới trướng có mấy vị tùy tùng mỗi một vị thực lực đều là vô cùng cường đại bất quá cử hoàng tử điện hạ đối với tùy tùng yêu cầu cực cao ngay cả thái uyên thánh tử của thái nhất tiên môn cũng không có tư cách trở thành tùy tùng của cử hoàng tử điện hạ ngay cả thái uyên thánh tử cũng không thể trở thành tùy tùng của cử hoàng tử điện hạ lôi lăng có tài đức gì có người nhỏ giọng suy đoán trong chín đại tiên môn có rất nhiều đệ tử thiên tài nhìn về phía lăng tiêu trong ánh mắt đều là tràn ngập viên tị thần sắc ngay cả sắc mặt Thái Uyên Thánh Tử cũng có chút âm trầm. Mọi người tuy rằng không biết tình hình cụ thể, nhưng lời đồn quả thật không sai, năm đó khi Thái Uyên Thánh Tử bại dưới tay cửu Hoàng Tử Điện Hạ đã từng muốn trở thành tùy tùng của cửu Hoàng Tử Điện Hạ. Thái Uyên Thánh Tử là đệ tử của Thái Nhất Tiên Môn, so với ai khác đều rõ ràng vĩnh hằng tiên triều cường đại cùng khủng bố, cũng hiểu được cửu Hoàng Tử Điện Hạ đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thái Uyên nếu có thể trở thành cửu hoàng tử tùy tùng, chẳng những không phải xỉ nhục, ngược lại còn là Thái Uyên vinh quang, nhưng cuối cùng cử hoàng tử cự tuyệt thái uyên thánh tử tuy rằng vẫn là vô cùng nhục nhã trong lòng vô cùng phẫn nộ nhưng bởi vì thân phận cử hoàng tử hắn cũng không dám phát tiết cái gì hôm nay nhìn thấy cử hoàng tử điện hạ dĩ nhiên đối với lăng tiêu ưu ái có thừa để trong lòng hắn cái loại phẫn nộ này đều chuyển rời đến lăng tiêu trên người chỉ là tu vi đế quân cảnh nhất trọng thiên có tư cách gì để cử hoàng tử nhìn hắn bằng con mắt khác thái uyên thánh tử trong con người lộ ra một tia sát ý trong lòng âm thầm quyết định tiến vào tiên ma động bên trong để cho lôi lăng vĩnh viễn táng thân ở tiên ma động bên trong đi. Lăng tiêu khẽ nhíu mày, hắn cảm giác được trong chín đại tiên môn, có rất nhiều người ném tới ánh mắt ác ý, cử hoàng tử gặp hắn một lần, ngược lại khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Không biết vì sao? Nếu các người dám tới trêu chọc ta, vậy đừng trách ta lòng dạ độc ác. Trong con ngươi lăng tiêu hàn mang chợt lóe, âm thầm thầm nghĩ, Người của chín đại tiên môn đều mang quỷ thai, mơ hồ đã đem người của sáu đại thần giáo trở thành con mồi. Đây cũng là lệ thường của Tiên Ma Đại hội, mỗi một lần Tiên Ma Đại hội đều tử thương thảm trọng, gần như hơn 9% cường giả đều sẽ chết trong Tiên Ma Động. Lúc này đây bởi vì Lăng Tiêu tồn tại, để cho chín đại tiên môn lực chú ý đều đặt ở Lăng Tiêu trên người. Cũng không lâu lắm, đám người Chiến Trần và Vô Ngân cũng đã tới. Sáu đại thần giáo người, tổng cộng là 540 người, lấy Lăng Tiêu cầm đầu ngồi xếp bằng ở tiên ma động trước, một bên cắn nuốt bổn nguyên lực tu luyện, một bên chờ đợi tiên ma động mở ra. Mà sáu đại thần giáo cùng chín đại tiên môn cũng có trí cường giả đến đây, lăng không đạp hư, khí tức vô cùng cường đại, đang chú ý nhất cử nhất động của tiên ma động. Lăng tiêu ngồi xếp bằng ở bên ngoài tiên ma động, thi triển thôn thiên bí thuật, thôn phệ bổn nguyên lực từ trong tiên ma động tản ra. Lăng tiêu thôn thiên bí thuật cũng đã tu luyện tới viên mãn chi cảnh, nhưng khoảng cách diễn hóa ra thôn thiên bản nguyên còn kém một bước, lăng tiêu mơ hồ cảm giác được nếu là thôn thiên bí thuật diễn hóa ra thôn thiên bản nguyên nhất định sẽ cho hắn một cái kinh hỉ thật lớn có lẽ đến lúc đó lợi dụng thôn thiên đại đạo bản nguyên hắn có thể mạnh mẽ thôn vệ người khác trong cơ thể đại đạo bản nguyên đây mới là chỗ kinh khủng nhất của thôn thiên bí thuật lực lượng bản nguyên tản ra trong tiên ma động thập phần hỗn loạn đan xen các loại lực lượng đại đạo cường giả dưới đế quân cảnh cũng không dám hấp thu cùng luyện hóa quá nhiều chỉ là lướt qua rồi dừng lại thể ngộ một chút khí tức thần bí bên trong lực lượng bản nguyên mà lăng tiêu lại không có cái này băn khoăn quanh thân mãnh liệt thần quang rực rỡ phẳng phát hình thành một mảnh thật lớn vòng xoáy không ngừng cắn nút bốn phía bổn nguyên lực cửu đại tiên môn mọi người nhìn về phía lăng tiêu ánh mắt đều thập phần lạnh như băng mang ác ý thậm chí là sát cơ không riêng gì lăng tiêu mà ngay cả sáu đại thần giáo mọi người giờ phút này tại chín đại tiên môn trong mắt mọi người đều giống như là con mồi bình thường mặc dù trong lòng mọi người của lục đại thần giáo phẫn nộ nhưng cũng không dễ làm gì mà Lăng Tiêu cũng không có để ý tới bọn họ, dù sao ở Lăng Tiêu trong ánh mắt, bọn họ bất quá là một đám người chết mà thôi. Tức giận với người chết, không cần thiết. Cứ như vậy, thời gian ba ngày rất nhanh đã trôi qua. Bản nguyên chi khí trong tiên ma động càng ngày càng nồng đậm, thần quang rực rỡ, tiên quang lượn lờ, diễn hóa ra đủ loại dị tượng thần bí. Trong tiên ma động, không gian trùng điệp, giống như sóng nước dập dần ra, phảng phất ẩn chứa thế giới vô cùng. Tiên ma động sắp mở rồi. Có người trong con ngươi tinh màng lóe lên, chậm rãi nói ra ầm ầm hắn vừa dứt lời nhất thời tiên ma động phát ra tiếng nổ vang giống như sấm sét tia chớp mãnh liệt bốc lên sương mù hỗn độn mờ mịt mơ hồ trong lúc đó phảng phất thông hướng một phương thế giới cổ xưa khác một cỗ khí tức thần bí mênh mông cổ xưa mà bàng bạc phun ra tất cả mọi người là không khỏi cả người chấn động cảm giác được tự thân vô cùng nhỏ bé giống như là đi tới thượng cổ hồng hoang thế giới bình thường trong ánh mắt tràn đầy vô cùng chấn động thần sắc răng rắc trong tiên ma động có quang mang kỳ dị lóe ra ngũ quang thập sắc rực rỡ trói mắt làm cho người ta phân không rõ rốt cuộc là chân thật hay là hư vọng ở trước mặt mọi người phảng phất có một mảnh đại đạo tiên hoa nở rộ ra giống như mặt trời sáng trói giống như tinh không bao là không gian trong tiên ma động dần dần trở nên vô cùng chân thực sóng nước dập dờn bình tĩnh trở lại xuất hiện một thông đạo cổ xưa tiên ma động mở ra Lúc này, bất kể là người của chín đại tiên môn, hay là người của sáu đại thần giáo, trong ánh mắt nhìn về phía tiên ma động tràn đầy kích động mà hưng phấn. Dù bọn họ biết chuyến đi này cửu từ nhất sinh, hiểu được ý nghĩa của tiên ma đại hội, nhưng bọn họ vẫn vô cùng kích động. Bởi vì, tiên ma động đại biểu cho vô lượng cơ duyên cùng tạo hóa, chỉ cần không chết, tu vi liền có thể đột nhiên tiến mạnh, thậm chí còn có được chứng đại đạo cơ hội, dĩ vãng mỗi một lần tiên ma đại hội mặc dù phần lớn mọi người đều chết ở tiên ma động bên trong nhưng vẫn có người từ tiên ma động bên trong chiếm được đại lượng tài nguyên bất kể là thần tộc hay là tiên tộc đều là tuyệt thế thiên kiêu sinh ra ngoại trừ người của thần tộc và chính đại tiên môn ra còn có một ít tán tu cũng vô cùng kích động hô hấp dồn dập tiên ma động mở ra mặc dù là tiên ma đại hội giữa thần tộc và tiên tộc nhưng cũng không ngăn cản một ít tán tu tiến vào trong đó chỉ cần tu vi ở tiên vương cảnh trở lên, tuổi dưới vạn tuế, đều có thể tiến vào tiên ma động bên trong. Thế nhưng mỗi một lần tiên ma động mở ra, dám tiến vào trong tiên ma động vẫn là số ít, dù sao tiên ma động đối với tán tu mà nói càng nguy hiểm, động một chút là sẽ toàn bộ vẫn lạc ở trong đó. ầm ầm tiên đế chiến xa nở rộ ra hào quang rực rỡ, cửu hoàng tử điện hạ lăng không đạp hư, cất bước mà đến, toàn thân bao phủ trong tiên quang rực rỡ, ánh mắt thâm thúy mà đạm mạc. Ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người cửu hoàng tử điện hạ, Cử hoàng tử điện hạ đại điều vĩnh hằng tiên triều mà đến là người chủ trì tiên ma đại hội, cho nên vô luận là chín đại tiên môn hay là sáu đại thần giáo đều phải theo hiệu lệnh của hắn mà làm việc. Tiên ma động mở ra, tiên ma đại hội chính thức mở ra. Sáu đại thần giáo cùng chín đại tiên môn công kích 1 mươi người tiến vào tiên ma động bên trong, kỳ hạn một tháng. Một tháng sau người sống sót nhiều người thắng. Cửu hoàng tử điện hạ thản nhiên nói, thanh âm vô cùng rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Người của 9 đại tiên môn và 6 đại thần giáo thần sắc đều rất bình tĩnh, quy tắc bọn họ đã sớm biết. 9 đại tiên môn mỗi một tiên môn phái ra 60 người, tổng cộng 540 người. 6 đại thần giáo mỗi một thần giáo phái ra 90 người, tổng cộng 540 người. 1080 người này tiến vào tiên ma động bên trong, cuối cùng muốn không phải tầm bảo, tìm kiếm cơ duyên mà là giết chóc. Giết chóc mới là chủ đề của tiên ma đại hội dựa theo thù hận của tiên tộc và thần tộc, một khi tiến vào trong tiên ma động, không có bất kỳ ràng buộc và giám thị nào, nhất định là kết cục không chết không thôi. Cửu đại tiên môn mọi người, nhìn về phía lục đại thần giáo mọi người trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng giết chóc thần sắc, giống như là sói đói đang nhìn chăm chăm con cừu bình thường. Cửu hoàng tử điện hạ nói xong, liền một lần nữa trở lại tiên đế chiến xa. Đi thôi, thái uyên thánh tử con ngươi trung phong quang lóe lên trong nháy mắt tung người lên mang theo chín đại tiên môn mọi người xông vào tiên ma động bên trong chúng ta cũng đi thôi tất cả mọi người của lục đại thần giáo đều nhìn về phía lăng tiêu sau khi nghe lăng tiêu hạ lệnh bọn họ cũng đều nhao nhao thả người lên đi vào trong tiên ma động biến mất không thấy cuối cùng là mấy trăm vị tán tu cường giả tuy rằng chung quanh tiên ma động có hơn vạn cường giả tán tu cuối cùng có can đảm tiến vào trong tiên ma động cũng bất quá là mấy trăm người mà thôi mấy trăm người này cũng có thể coi là kẻ liều mạng. Dù sao dựa theo lệ cũ của tiên ma đại hội, tỷ lệ sống sót của cường giả tán tu, có thể nói trăm không còn một. Lúc này đây, chín đại tiên môn cùng sáu đại thần giáo, phần lớn là phái ra vài vị tiên quân cảnh thái thượng trưởng lão đến đây, nhưng trong sáu đại thần giáo, cổ thần giáo cũng là do cổ thông thiên giáo chủ tự mình đến đây, khiến cho mọi người ghé mắt dù sao cổ thông thiên ở trong tiên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy được khen là tài năng ngút trời của thần tộc vạn năm trước cũng đã bước vào cảnh giới tiên quân tuyệt thế bình sinh vô số đại chiến chưa từng thất bại mà trong cửu đại tiên môn lại có hai vị tiên quân tuyệt thế tiến đến trưởng giáo thái thanh tử của thái nhất tiên môn trưởng giáo của thông thiên tiên môn ninh vân cực hơn nữa đạo bào lão giả bên cạnh cửu hoàng tử tiên quân tuyệt thế ngày thường khó gặp lúc này đây tiên ma đại hội lại có bốn người tới trong ánh mắt mọi người nhìn về phía bốn người này, tràn đầy vẻ kính sợ. Cường giả cấp bậc tiên quân tuyệt thế, khoảng cách vô thượng đại đế cũng chỉ cách một bước. Cứ việc một bước kia, ngăn cản từ xưa đến nay vô số người, nhưng đại đế không ra, tuyệt thế tiên quân chính là chân chính trí cường giả, thế gian vô địch. Cổ thông thiên, vạn năm không gặp, tu vi của ngươi càng ngày càng sâu không lường được. Ánh mắt ninh vân cực rơi vào trên người cổ thông thiên, lạnh nhạt cười nói. Hắn một thân trường bào màu trắng, chính là một cái thập phần nho nhã trung nguyên nhân, khí chất ôn nhuận, mặt mày như kiếm, trong con người phẳng phất có một mảnh thần bí kiếm chi lĩnh vực tại lóe ra. Hắn là trưởng giáo thông thiên tiên môn, tu luyện chính là kiếm đạo, hơn nữa kiếm đạo đại thành, càng là đồng tu đại chu tiên thuật cùng đại hãng tiên thuật, chính là trí cường giả tiếng tâm lừng lẫy trong tiên giới. Bất quá mọi người không biết chính là, vạn năm trước, hắn từng cùng cổ thông thiên một trận chiến, cuối cùng lại bại ở cổ thông thiên trong tay. Cho nên, hắn giờ phút này thoạt nhìn phong độ bất phàm, nhưng vẫn là khó nén trong con người một tia chiến ý, ninh vân cực ngươi cũng không kém bất quá ngươi không ngoan ngoãn ở trong kiếm cốc tới nơi này làm gì cổ thông thiên cũng nhàn nhạt nói ta vì cái gì ngươi hẳn là biết ta đương nhiên là đang chờ đợi lục tiên kiếm vật quy nguyên chủ ninh vân cực mỉm cười nói vật quy nguyên chủ khẩu khí thật lớn cổ thông thiên hư lạnh một tiếng nói thông thiên tứ tiên kiếm vốn là vật của thần tộc ta lại bị tiểu nhân ngươi trộm dùng còn dám nói vật quy nguyên chủ cổ thông thiên nói chuyện cũng không nể mặt ninh vân cực chút nào không có chu tiên kiếm, làm sao có thể cùng lục tiên kiếm chống lại? Chỉ là đáng tiếc, sau trận tiên ma đại hội này, thần chi tử của thần tộc các ngươi, chỉ sợ cũng phải ngã xuống trong tiên ma động này. Ninh Vân cực không tức giận chút nào, ung dung nói. Theo ta thấy, chẳng những kiếm tâm đổi nhi của ngươi phải chết, chu tiên kiếm cũng phải rơi vào trong tay thần chi tử. Lôi lăng mới là thiên mệnh sở quy, trận chiến này thần tộc ta thắng chắc rồi. Cổ thông thiên cười lạnh một tiếng nói, hai vị không cần tranh chấp, một tháng sau tự nhiên sẽ thấy kết quả. Trưởng giáo Thái Thanh Tử của Thái Nhất Tiên Môn cũng cười ha hả nói, giống như một người hoa giải. Hắn thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, dâu tóc đều trắng, dung mạo thanh kỳ, cầm trong tay một thanh quải trượng, quanh thân tiên khí lượn lờ, thanh khí bốc lên, khí chất bất phàm. Thậm chí ngay cả Thái Uyên cũng cam lòng để cho hắn tiến vào tiên ma động bên trong, sẽ không sợ hắn chết ở bên trong sao. Cổ thông thiên nhìn Thái Thanh Tử một cái, thản nhiên nói, thái thanh tử thoạt nhìn ôn hòa mà hiền lành nhưng cổ thông thiên cũng biết lão nhân này tâm ngoan thủ lạt thực lực càng sâu không lường được ninh vân cực cùng thái thanh tử so sánh vẫn là yếu hơn một bậc cổ thông thiên mặc dù không có đem ninh vân cực để vào mắt nhưng mặt đối mặt thái thanh tử cũng là sinh lòng cảnh giác chết trong tiên ma động chỉ có thể trách hắn tài nghệ không bằng người nếu ngay cả một kiếp này cũng không qua được vậy còn nói gì tranh bá vĩnh hằng đế lộ thái thanh tử mỉm cười nói trên đường vĩnh hằng đế chẳng những có vô số thiên kiêu yêu nghiệt chư thiên vạn giới càng có vô số cường giả tuyệt thế từ xưa đến nay tiên ma động này vốn là nơi rèn luyện của bọn họ bất quá đám người thần tộc các ngươi chỉ sợ là không có cơ hội ninh vân cực điểm gật đầu nói các ngươi ngược lại dã tâm thật lớn chỉ sợ thực lực không xứng với dã tâm cuối cùng tất cả đều ngã xuống trong tiên ma động cổ thông thiên cười lạnh một tiếng nói trước kia tiên ma đại hội Chín đại tiên môn vì tránh cho thương vong, cho nên phần lớn phái ra đều là một ít đệ tử bình thường mà thôi. Mà lúc này đây Tiên Ma Đại hội, chín đại tiên môn thánh tử thánh nữ, câu hồ là dốc toàn bộ mà ra, toàn bộ đều tới. Trong chuyện này vì cái gì, Cổ Thông Thiên tự nhiên rất rõ ràng. Vĩnh Hằng Đế Lộ, đây là hấp dẫn tất cả mọi người khó có thể ngăn cản. Xem ra ngươi rất có lòng tin đối với người thần tộc. Cổ Thông Thiên, không bằng chúng ta đánh cược một phen được không? Trong con ngươi Ninh Vân cực lóe lên tinh quang, khẽ cười nói, cực cái gì? liền cực lần này tiên ma đại hội, rốt cuộc là thần tộc người sống sót nhiều hay là tiên tộc người sống sót nhiều? nếu là tiên tộc người sống sót nhiều, đó chính là ta thắng. ngươi liền đem thông thiên đại đế bức họa kia thua cho ta như thế nào? ninh vân cực nói, bức họa của thông thiên đại đế, khẩu khí của ngươi thật lớn. nhưng nếu ngươi thua thì sao? ngươi bỏ được chu tiên kiếm và hãm tiên kiếm sao? cổ thông thiên con ngươi chi trung phòng màng lóe lên, đạm mạc nói bức họa của thông thiên đại đế chính là trí bảo mà cổ thông thiên lấy được trong di tích thượng cổ ẩn chứa vô thượng đế đạo của thông thiên đại đế thông qua tìm hiểu bức họa của thông thiên đại đế có lẽ có thể lĩnh ngộ đế đạo của thông thiên đại đế từ đó bước ra một bước cuối cùng trên vạn năm qua cổ thông thiên đều là đang tìm hiểu bức họa này có thể nói bức họa của thông thiên đại đế thậm chí còn chân quý hơn cả cực đạo đế binh Ninh Vân đã sắm thèm bức họa Thông Thiên Đại Đế, trong mắt hắn, kiếm đạo của hắn đại thành, lại tìm hiểu Đại Chu Tiên thuật cùng Đại Hãng Tiên thuật, mới là người thích hợp nhất tìm hiểu bức họa Thông Thiên Đại Đế, đặt ở chỗ cổ Thông Thiên, quả thực chính là phong phí của trời. Chu Tiên kiếm cùng Hãng Tiên kiếm, tự nhiên là không có khả năng cho ngươi đấy. Bất quá ngươi tìm hiểu Thông Thiên Đại Đế bức họa, nói vậy đối với tứ đại tiên thuật cũng là vô cùng thèm thuồng đi. Nếu là ngươi thắng, ta có thể đem Đại Hãng Tiên thuật cho ngươi." Ninh Vân cực mỉm cười nói không đủ nếu ta thắng ta muốn đại chu tiên thuật và đại hãm tiên thuật cổ thông thiên con người trung phong mang lóe lên ninh vân cực khẽ nhướng mày đại chu tiên thuật và đại hãm tiên thuật chính là căn cơ của thông thiên tiên môn hắn thật không ngờ cổ thông thiên lại mở miệng sư tử như vậy nhưng hắn quả thật thèm bức họa của thông thiên đại đế hắn tin tưởng nếu cho hắn cơ hội tìm hiểu bức họa của thông thiên đại đế hắn nhất định có thể đi ra con đường của mình đường không có chúa được ta đáp ứng ngươi ninh vân cực trầm mặc một lát cuối cùng cắn răng nói tuy rằng hắn đối với kiếm tâm thánh tử tràn ngập lòng tin nhưng trận đánh cực này vẫn có nguy hiểm rất lớn bất quá vừa nghĩ tới lá bài tẩy trên người kiếm tâm thánh tử trong lòng của hắn liền an tâm hơn rất nhiều miệng nói không có bằng chứng lập xuống bồn nguyên tâm ma thề đi cổ thông thiên nói ninh vô cực tự nhiên không có bất kỳ dị nghị nào cùng cổ thông thiên đồng thời lập ra bồn nguyên tâm ma thề nếu là vi phạm bổn nguyên tâm ma thề nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma tu vi tổn hại lớn nặng thì hồn phi phách tán bị tâm ma cắn trả chọn đời không được siêu sinh đối với tiên quân cường giả hiểu rõ bản nguyên đại đạo mà nói không ai dám vi phạm bản nguyên tâm ma thề ninh vân cực chuẩn bị đại chu tiên thuật và đại hãng tiên thuật cho tốt đi ta thắng chắc rồi cổ thông thiên lạnh nhạt cười nói trong ánh mắt tràn đầy vẻ tự tin cường đại thật sao kiếm tâm cũng không có dễ dàng thua như vậy Ninh Vân Cực cũng lạnh nhạt cười nói. Lại nói tiếp, Lăng Tiêu cùng kiếm tâm thánh tử trên người, đã xem như có hai trận đánh cuộc. Thứ nhất là đánh cuộc giữa lục tiên kiếm và mảnh vỡ thần đỉnh, thứ nhất là đánh cuộc giữa bức họa thông thiên đại đế và đại chu tiên thuật, đại hãm tiên thuật. Ngay cả lão giả đạo bào bên cạnh Thái Thanh Tử và cửu hoàng tử Điện Hạ cũng hơi liếc mắt, giữa cổ thông thiên và ninh vân cực, coi như là một cuộc cá cực kinh thiên hào. Trong tiên ma động, khi lăng tiêu trước mắt lại một lần nữa xuất hiện rõ ràng cảnh tượng lúc hắn đã ở vào một mảnh cổ xưa trong rừng rậm chỉ có một mình hắn vòng xoáy khổng lồ tiên ma động vốn là một thông đạo hư không nhưng bởi vì trong tiên ma động chính là nơi đế chiến vô số đại đạo phát tắc đan sen đế đạo hỗn loạn vô cùng dẫn đến hư không thông đạo thác loạn cho dù tiến vào trong tiên ma động cũng có thể bị truyền tống đến bất cứ nơi nào thật không may chung quanh lăng tiêu cũng không có bất luận kẻ nào bốn phía tất cả đều là cổ thụ chọc trời cổ thụ thật lớn ước chừng cao hơn một ngàn trượng mấy chục người ôm nhau to nhỏ dây leo thật lớn giống như mãng xà quấn quanh ở trên đại thụ kéo dài hướng lên trên tham lam hấp thu ánh mặt trời yếu ớt kia trên mặt đất phủ kín lá cây thật dày có thể thấy được nơi này thập phần hoang dã ít ai lui tới vèo tinh quang trong con người lăng tiều lóe lên trong nháy mắt thu liễm khí tức toàn thân sau đó lăng không mà lên đi tới trên tán cây rừng rậm thật rộng lớn nơi này chẳng lẽ chính là rừng rậm sinh mệnh sao? Lăng tiêu lẩm bẩm. Xa xa, dãy núi nhấp nhô liên miên, nhưng mọc đầy các loại cây cổ thụ chọc trời, tạo thành một mảnh rừng rậm thật lớn, liếc mắt một cái không thấy điểm cuối. Hơn nữa, trong tiên ma động phảng phất bởi vì hỗn loạn đế đạo pháp tắc, dẫn đến đối với nguyên thần cùng cảm giác áp chế lợi hại, lăng tiêu cũng bất quá có thể cảm giác được phương viên ngàn dặm tà hữu mà thôi, Trước khi tiến vào tiên ma động, Lăng Tiêu đã chiếm được một phần bản đồ tiên ma động, những thứ này đều là bản đồ sáu đại thần giáo vô số năm qua, dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, vô cùng chân quý, trong đó ghi lại một ít chỗ cấm địa của tiên ma động. Sinh mệnh xâm lâm chính là một chỗ cấm địa. Sinh mệnh rừng rậm chính là một mảnh vô cùng to lớn rừng rậm, liên miên hơn 10 vạn dặm, tất cả đều là các loại hình chọc trời cổ thụ, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, nơi này có vô số kỳ hoa dị thảo, thậm chí còn có tiên dược cùng thánh dược tiên giới đã tuyệt tích nhưng ở trong rừng rậm sự sống lại không có bất kỳ động vật nào tồn tại bởi vì sinh mệnh rừng rậm có một loại vô cùng quỷ dị pháp tắc bao phủ có thể thôn phệ sinh cơ trong cơ thể sinh linh hơn nữa ở trong đó thời gian càng dài bị thôn phệ sinh cơ tốc độ lại càng nhanh coi như là tiên quân cường giả nếu là ở trong sinh mệnh xâm lâm đợi thêm ba ngày đều sẽ hóa thành một bãi xương khô hào hết tất cả sinh cơ ong Lăng Tiêu cả người hơi chấn động, cảm giác được bốn phía hư không chấn động, phảng phất có một loại vô cùng quỷ dị pháp tắc, giống như lưới đánh cá bình thường, hướng về hắn vọt tới, muốn thôn phệ hắn trong cơ thể tất cả sinh cơ. Loại cảm giác thôn phệ này vô cùng yếu ớt, người bình thường thậm chí cũng không phát hiện được. Nhưng Lăng Tiêu cảm giác lại vô cùng nhạy cảm, vẻn vẹn là một tia sinh cơ hao tổn, đều bị hắn lập tức nhận thấy được. Pháp tắc thôn phệ thật quỷ dị, giống như là lực cực đạo nào đó. Lăng Tiêu khẽ nhướng mày, thân thể của hắn cường đại vô cùng, chính là hồng mông bất diệt thể, càng là dung hợp hỗn độn thần cốt, lấy 12 loại đại đạo bản nguyên chứng đạo, thân thể cường hãn tới cực điểm. Hơn nữa, lăng tiêu trong cơ thể còn có vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp hai kiện trí bảo hỗn độn này, nhưng lăng tiêu vẫn có thể cảm giác được trong cơ thể sinh cơ sói mòn. Mặc dù, sinh cơ sói mòn rất yếu ớt. Xem ra, nhất định phải mau chóng rời khỏi sinh mệnh xâm lâm. Lăng tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, chuẩn bị rời khỏi nơi này trước rồi nói sau, địa vực trong tiên ma động vô cùng cổ quái, nơi này chính là đế chiến chi địa chân chính, trong truyền thuyết vẫn là không chỉ một vị đại đế cường giả. Sau khi đại đế ngã xuống, lực cực đạo của bản thân sẽ bài xích pháp tắc thiên địa chung quanh, hình thành một mảnh địa vực thần bí, đây cũng là lai lịch cấm địa trong tiên ma động. Rất nhiều người đều suy đoán, sinh mệnh xâm lâm nơi này, khẳng định vẫn là một vị đại đế cường giả vô cùng cường đại. Bất quá bởi vì sinh mệnh xâm lâm vô cùng quỷ dị thôn phệ sinh cơ, cho nên rất nhiều người đều là đối với sinh mệnh xâm lâm, kính nhi viễn chi, vẫn là muốn trước tìm được chiến trần bọn họ đang nói. Trong lòng lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ, lục đại thần giáo cùng cửu đại tiên môn tuy rằng đều là 540 người, nhưng đệ tử của lục đại thần giáo rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Nếu là không kịp thời tìm được sáu đại thần giáo đệ tử, chỉ sợ rất dễ dàng sẽ bị chín đại tiên môn tiêu diệt từng bộ phận, sau đó chém giết. Tất cả mọi người đều biết, tiến vào tiên ma động chỉ có một chủ đề, đó chính là tận khả năng giết chết càng nhiều đối thủ. Trong mảnh sinh mệnh rừng rậm này, mặc dù cũng không có manh thú gì, nhưng những thực vật kia có chút đã xảy ra biến dị, trở thành tinh quái, thực lực cũng là vô cùng cường đại. Kỳ quái chính là, rừng rậm sinh mệnh sẽ thôn phệ sinh cơ bên trong động vật thể, nhưng đối với thực vật lại không có ảnh hưởng gì. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, lăng tiêu thu liếm khí tức toàn thân, lăng không đạp hư, giấu ở trong ngọn cây, lặng lẽ bay về phía xa xa, bỗng nhiên phía trước có tiếng đánh nhau chuyển đến lăng tiêu trong con người tinh quang chợt lóe chẳng lẽ là có thần tộc cùng tiên tộc bị truyền tống đến sinh mệnh xâm lâm bên trong bắt đầu chiến đấu sao ý niệm trong lòng lăng tiêu khẽ động trong nháy mắt hướng phương hướng đánh nhau bay đi bùm một đạo kiếm quang sắc bén rơi xuống đem một đầu dây leo thật lớn chặt đứt xuống chất lỏng màu xanh biếc văng khắp nơi ẩn chưa tính ăn mòn cực kỳ cường đại để cho cây cối chung quanh đều là tư lạp rung động bị ăn mòn một mảng lớn bốn năm cái mặc áo bảo trắng thanh niên cầm trong tay tiên kiếm quanh thân khí tức cường đại vô cùng hình thành tứ tượng kiếm trận đem một cái cực lớn dây leo vây ở trung ương cái kia một cái dây leo căn bộ vô cùng trắng kiện phía trên hắc vụ tràn ngập dĩ nhiên hiện ra một đạo giữ tận mặt người mấy trăm đạo xúc tu bay múa mỗi một đạo đều nhanh như tia chớp phẳng phất có thể xuyên thủng hết thảy đây là một tôn đằng mạn yêu bất quá dây leo yêu giờ phút này thoạt nhìn thập phần thê thảm mấy trăm đạo xúc tu bị chém xuống hơn phân nửa chỉ còn lại có hơn mười cái xúc tu thô to tản ra màu sắc kim loại vô cùng kiên cố không ngừng ngăn cản kiếm khí bao phủ bốn phía nhưng xem ra đằng mạn yêu đã chống đỡ không được bao lâu vèo 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 bốn thanh niên kia tiên kiếm trong tay bỗng nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ bốn đạo kiếm khí cường đại sông lên trời ở trong hư không trong nháy mắt hòa là một thể hóa thành một đạo kiếm cương khổng lồ dài hơn vạn trượng ngang trời chém xuống phụt đằng mạn yêu tuy rằng trong miệng phát ra tiếng rít sắc bén nhưng cuối cùng vẫn bị chém thành hai nửa hoàn toàn bị chém giết bất quá cái kia bốn cái áo bào trắng thanh niên thoạt nhìn cũng là thập phần chật vật trên người có một ít vết máu tại cùng dây leo yêu đại chiến trong quá trình vẫn là bị một ít thương thế cho đến khi dây leo yêu hoàn toàn bị bọn họ chém giết, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Thật khó chơi dây leo yêu, nếu không phải chúng ta tu luyện tứ tượng kiếm trận, chỉ sợ bốn người chúng ta thật đúng là muốn lấy nó đạo. Một thanh niên áo bào trắng lau mồ hôi trên trán, nghĩ mà sợ nói. Loại này dây leo yêu, ở sinh mệnh xâm lâm bên trong thập phần thường thấy, chúng ta vẫn là phải cẩn thận một chút. Tất cả mọi người thu liễm khí tức, chúng ta quan trọng nhất là tìm được cái kia một chỗ di tích cửa vào, đây mới là thánh tử giao phó xuống đại sự một thanh niên áo bào trắng cầm đầu thần sắc ngưng trọng nói vâng ba thanh niên áo bào trắng đồng thanh gật đầu nói vèo bốn người bọn họ trong nháy mắt thi triển bí thuật thu liễm khí tức toàn thân sau đó lặng lẽ đi vào sâu trong sinh mệnh xâm lâm người của chân vũ tiên môn trong lòng lăng tiêu khẽ động nhận ra lai lịch của bốn thanh niên áo bào trắng này chân vũ tiên môn ở trong chín đại tiên môn thuộc về bất hiển sơn bất lộ thủy tiên môn nhưng đệ tử thực lực cũng là rất mạnh, tựa như lúc này đây tổng cộng phái ra hơn 10 vị tiên quân cảnh đệ tử. Bốn thanh niên áo bào trắng kia có tu vi tiên quân cảnh nhất trọng thiên, ở bên ngoài Tiên Ma Động, bốn thanh niên áo bào trắng kia cùng với Thánh tử Chân Vũ Tiên môn đã từng lộ ra sát ý với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nguyên bản muốn trực tiếp ra tay, đem này bốn cái áo bào trắng thanh niên gạt bỏ, nhưng nghe bọn họ nói đến cửa vào di tích, nhất thời trong lòng khẽ động, bắt đầu án binh bất động. Cửa vào di tích chẳng lẽ là nơi truyền thừa của đại đế sao? Lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ. Sinh mệnh xâm lâm vô cùng quỷ dị, dĩ vãng tiên ma đại hội, coi như là chín đại tiên môn đều đi vòng, không dám tiến vào sinh mệnh xâm lâm bên trong. Nhưng nghe ý tứ trong lời nói của bốn đệ tử chân vũ tiên môn, bọn họ lại tìm được di tích gì trong sinh mệnh xâm lâm sao? Xem ra, hẳn là lần trước tiên ma đại hội, chân vũ tiên môn phát hiện sinh mệnh rừng rậm bí mật, cho nên những người này mới có tính nhắm vào như thế. Ý niệm trong lòng lăng tiêu chuyển động, nhất thời thả người đi theo chân vũ tiên môn cái kia bốn cái áo bào trắng thanh niên tốc độ cũng không nhanh bọn họ tuy rằng thu liễm toàn thân khí tức nhưng đồng dạng là vô cùng cảnh giác như lâm đại địch hướng phía trước chậm rãi phi hành lăng tiêu đi theo bọn họ hướng chỗ sâu trong rừng rậm sinh mệnh bay mấy vạn dặm này mấy vạn dặm đường xá bốn cái áo bào trắng thanh niên lại gặp hai lần dây leo yêu bất quá đều bị bọn họ hữu kinh vô hiểm thông qua trong đó thậm chí còn có một tôn hóa yêu vạn năm cổ thụ, thực lực so với dây leo yêu còn cường đại hơn, cuối cùng bọn họ tế xuất một đạo tiên kiếm phù lục, mới đem kia tôn thụ yêu chém giết. Trên người bốn thanh niên áo bào trắng cũng tăng thêm rất nhiều vết thương. Sâu trong rừng rậm sinh mệnh, sương mù màu trắng mờ mịt, sương mù kia dĩ nhiên đều là bản nguyên sinh mệnh tinh thuần biến thành, làm cho người ta ngửi một ngụm cũng cảm giác được tinh thần đại chấn. Nơi này cây cối cũng là càng phát ra trắng kiện, có chút thậm chí cao tới mấy ngàn trên vạn trượng, giống như núi cao bình thường, vô cùng khủng bố. Lăng tiêu từ những cây cối kia trên cảm giác được một tia nguy cơ, chỉ sợ những cây cối kia cũng không giống như là bề ngoài đơn giản như vậy, có lẽ đã hóa yêu cũng nói không chừng. Hơn nữa, những cái kia màu trắng sương mù, mặc dù đều là sinh mệnh bổn nguyên sở hóa, nhưng lăng tiêu bản năng nhận thấy được, nếu là hắn dám thôn phệ những sinh mệnh kia bổn nguyên, chỉ sợ sẽ phát sinh nào đó không tưởng được sự tình cho nên lăng tiêu vẫn là thu liễm khí tức không có thôn phệ một tia sương mù màu trắng lặng lẽ không một tiếng động đi theo chân vũ tiên môn bốn người phía sau rất nhanh bốn thanh niên áo bào trắng dừng lại trong một sơn cốc trong sơn cốc đã lục tục có đệ tử mặc áo bào trắng chạy tới bất quá tất cả đều là tu vi ở tiên quân cảnh trở lên tu vi tiên quân cảnh trở xuống dám tiến vào sinh mệnh xâm lâm quả thực chính là muốn chết ở trong sơn cốc phần đông đệ tử áo bào trắng chúng tinh sung nguyệt, đứng ở giữa cùng là một thanh niên khí vũ hiên ngang, hắn mặc một bộ áo bào trắng, dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn lãng, nhưng một đôi con người lại vô cùng sắc bén, lãnh ngạo vô cùng. Toàn thân hắn tản ra một cỗ khí tức cường đại vô cùng, tu vi rõ ràng đã đạt tới tiên quân cảnh tam trọng thiên. Vũ tinh thần Lăng tiêu ánh mắt khẽ động, nhận ra cái kia lãnh ngạo thanh niên chính là chân vũ tiên môn thánh tử, vũ tinh thần, phảng phất là đã sớm có ước định, chân vũ tiên môn tiên quân cảnh trở lên tu vi đệ tử từ bốn phương tám hướng, tất cả đều đi tới trong sơn cốc này. Bái kiến thánh tử, bốn thanh niên áo bảo trắng kia tiến vào trong sơn cốc, chắp tay thi lễ với vũ tinh thần, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng cung kính. Các ngươi tới chậm, vũ tinh thần đạm mạc nói, thánh tử chuộc tội, chúng ta truyền tống khoảng cách xa một chút, hơn nữa tới trên đường gặp một ít dây leo yêu, bởi vậy tới chậm. Bốn thanh niên áo bào trắng lên tiếng giải thích các ngươi tới muộn còn chưa tính nhưng vì sao phải mang theo một cái đuôi vũ tinh thần nhàn nhạt, nhạt nói cái gì bốn thanh niên áo bào trắng kia đều biến sắc đột nhiên xoay người nhìn về phía sau trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng cảnh giác đứng ở vũ tinh thần bên người chân vũ tiên môn đệ tử cũng đều là bộc phát ra cường đại khí tức ba động ánh mắt như điện dò xét bốn phía nhưng mà bọn họ cái gì cũng không nhận ra cảm giác lực thật nhạy bén trong lòng lăng tiêu khẽ động còn không ra sao trong con người vũ tinh thần hàn quang chợt lóe, nhất thời lăng không một chỉ điểm ra, một đạo chỉ mang sắc bén. Trong nháy mắt xuyên thấu hư không trùng trùng điệp điệp, trực tiếp hướng phương hướng lăng tiêu bắn tới. Hắn quả nhiên phát hiện lăng tiêu. Bùm! Lăng tiêu dứt khoát trực tiếp hiện ra thân hình, đón lấy một ngón tay của vũ tinh thần, một quyền vô cùng đơn giản đánh ra. Hỗn độn qua ngầm ầm nở rộ ra, vô cùng quyền ấn bá đạo mà cương mãnh, trong nháy mắt liền đem kia một đạo chỉ mang đánh nát ra thân ảnh lăng tiêu cũng xuất hiện trước mặt đông đảo đệ tử chân vũ tiên môn lôi lăng người dám theo dõi chúng ta bốn thanh niên áo bào trắng kia vừa sợ vừa giận nhìn chăm chăm lăng tiêu lớn tiếng quát bọn họ căn bản không nghĩ tới lăng tiêu vậy mà không biết ở lúc nào đi theo phía sau bọn họ hơn nữa còn một đường theo tới phiến trong sơn cốc này muốn chết chân vũ tiên môn đông đảo đệ tử đều là mặt lộ hung quang nháy mắt tung người mà đến đem lăng tiêu bao vây trong ánh mắt lộ ra sát khí lạnh như băng lôi lăng ngươi thật to gan vũ tinh thần đạm mạc nhìn chằm chằm lăng tiêu từ trên cao nhìn xuống quát lạnh lăng tiêu thần sắc bình tĩnh mà lạnh nhạt phảng phất không có chút nào đem chung quanh những kia chân vũ tiên môn đệ tử để vào mắt ánh mắt rơi vào vũ tinh thần trên người lạnh nhạt cười nói lá gan của ta luôn luôn rất lớn trong con người vũ tinh thần lóe lên hàn quang lăng tiêu lại biết chuyện di tích bốn thanh niên áo bào trắng kia cả người run rẩy không dám nhìn thẳng vũ tinh thần Lôi lăng, ngươi có biết hay không ngươi đây là đang đùa với lửa? Vũ tinh thần gần từng chữ, mặt không chút thay đổi nói. Thế nào? Muốn giết người diệt khẩu? Lăng tiêu cười dài nói. Thật cho rằng thân thể ngươi cường đại, may mắn thắng nhâm thiên tuyệt một chiêu, là có thể dương oai trước mặt ta sao? Ngươi không phải muốn biết là di tích gì sao? Trong con người vũ tinh thần hàn mang bạo lóe, thanh âm như sấm sét, cất bước hướng lăng tiêu đi tới, quanh thân bộc phát ra một cỗ đê uy vô cùng khủng bố. Ầm ầm, hư không chấn động kịch liệt, vũ tinh thần cùng chân vũ tiên môn đông đảo tiên quân cường giả, một đám ánh mắt lạnh lùng vô cùng, ẩn chứa sát khí lạnh như băng, đem lăng tiêu bao phủ lên. Tiên quang quanh thân bọn họ hội tụ, đại đạo bản nguyên đan sen, mơ hồ trong lúc đó phẳng phất khí tức dung thành một thể, để cho lực lượng của bọn họ đều là bắt đầu bốc lên. Lực lượng chiến trận sao? Trong con ngươi lăng tiêu tinh quang lóe lên, hắn nhận thấy được mọi người chân vũ tiên môn, trong nháy mắt liền hình thành một tòa chiến trận vô cùng cường đại tòa chiến trận này phẳng phát dung hợp tất cả mọi người lực lượng toàn bộ hội tụ ở vũ tinh thần trên người để vũ tinh thần khí tức bắt đầu kịch liệt tăng vọt lên giết sát khí trong con người vũ tinh thần lóe lên một quyền lăng không đánh tới lăng tiêu trên một quyền này của hắn đan sen tiên quang vô tận nhìn như là một quyền hướng lăng tiêu đánh tới nhưng ở trong hư không xuất hiện ngàn vạn quỹ tích giống như ngàn vạn đạo quyền ấn đồng thời hướng lăng tiêu đánh tới đem chủ yếu hại quanh thân lăng tiêu tất cả đều bao phủ lên đây là Chân Vũ Đế Quyền, Vũ Tinh Thần tuy rằng ngoài mặt vô cùng khí phách muốn giết Lăng Tiêu diệt khẩu, nhưng là hắn nhìn thấy Lăng Tiêu một quyền đánh bại Nhâm Thiên Tuyệt, trong lòng cũng là vô cùng cảnh giác, cho nên chẳng những để cho tất cả chân vũ tiên môn đệ tử hợp thành chân vũ chiến trận, càng là thi triển ra vô thượng tiên đế thuật, chân vũ đế quyền. Vũ Tinh Thần tin tưởng, có chân vũ chiến trận, hơn nữa chân vũ đế quyền coi như là một tôn tiên quân cảnh tứ trọng thiên cường giả, đều là không chết cũng bị thương một quyền này đánh ra, liền có một cỗ bằng bạc cực đạo đế uy tràn ngập ra, phảng phất chân vũ đại đế giáng lâm, muốn chấn áp hết thảy địch. Tới tốt lắm. Ánh mắt lăng tiêu sáng ngời, vị thánh tử chân vũ tiên môn này, thậm chí có bản năng chiến đấu vô cùng cường đại, hơn nữa đem chân vũ đế quyền tu luyện tới trình độ vô cùng tinh thâm, một quyền này ẩn chứa chân ý võ đạo, có một loại khí thế chấn áp thiên địa. Lăng tiêu không chút do dự, đồng dạng là một quyền đánh ra. Quanh thân hắn hỗn độn khí lợn lờ, mơ hồ như long hình, giống như thương long vườn quanh, bá đạo mà thần bí, quanh thân mơ hồ có ba ngàn giới hư ảnh bốc lên. Lăng tiêu từ sau khi dung hợp hỗn độn thần cốt, hồng môn bất diệt thể của hắn phòng phất trở nên càng ngày càng kinh khủng, tất cả lực lượng đều có thể dung hợp ở hỗn độn thần cốt bên trong, ngưng tụ một thể, để cho hắn có thể toàn lực bộc phát. Cho nên, hôm nay hắn tiện tay một kích, so với trước bộc phát ra toàn bộ lực lượng, còn khủng bố hơn. Răng rắc, trong hư không mãnh liệt thần quang bốc lên, hai đạo vô cùng quyền ấn va chạm, trong phút chốc bộc phát ra vô lượng gió lốc, hướng bốn phương tám hướng thổi quét ra. Lăng tiêu cùng vũ tinh thần đều là đồng thời cả người chấn động, y bào bay múa, đầu đầy sợi tóc tung bay, mâu quang va chạm, phảng phất có chùm sáng mãnh liệt tản ra. Nhưng thân hình lăng tiêu không thay đổi, mà vũ tinh thần lại cảm giác được một cỗ thần lực không thể địch nổi đánh úp lại, nhất thời rút lui ra, cánh tay kịch liệt rung động, giống như là trong nháy mắt mất đi chi giác. Đáng chết, sắc mặt vũ tinh thần trong nháy mắt trở nên xanh mét, khó có thể tin được. Hắn tập hợp lực lượng chân vũ chiến trận, dung hợp đông đảo chân vũ tiên môn đệ tử Tu Vi, nhưng vẫn là bị lăng tiêu một quyền lui. Người cũng tiếp ta một quyền thử xem. Lăng tiêu thản nhiên cười nói, ánh mắt trong nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén, khí tức xung quanh cuồng bạo vô cùng, khí huyết bốc lên, khí phách mà thần bí. Hắn khi người thẳng lên, lăng không một quyền đánh ra. Quyền ấn phẳng phất từ trong hỗn độn mà đến, đan sen vô tận sát phạt chi khí, mơ hồ hiện ra chư thiên luân hồi, vạn linh vẫn diệt cảnh tượng thần bí, phảng phất là vô thượng chúa tể, muốn tái hiện luân hồi, tái tạo kỷ nguyên, kỷ nguyên chi quyền. Lăng tiêu tu vi đột phá đến đế quân cảnh về sau, hắn kỷ nguyên chi quyền cũng là rốt cục đại thành, dung hợp 12 đại đạo bổn nguyên lực lượng, để một quyền này trở nên vô cùng khủng bố. Quyền chưa tới, thế đã đạt. Vũ tinh thần trong con ngươi, phảng phất mất đi thiên địa vạn vật chỉ còn lại có lăng tiêu một quyền này cả người kịch liệt run rẩy như là bị lăng tiêu quyền ý sở khống chế đoạt đi tâm thần tiệt thiên thất kiếm giết vũ tinh thần điên cuồng giống lên một tiếng tiên quang quanh thân sôi trào như là trong phút chốc có kiếm khí vô tận dâng lên hắn trong nháy mắt đoạt lại quyền khống chế tâm thần sau đó cổ kiếm trong tay nở rộ ra vô lượng quang mang lăng không hướng lăng tiêu chém xuống tiệt thiên thất kiếm chính là chân vũ tiên môn vô thượng đại tiên thuật trong truyền thuyết chính là chân vũ đại đế lưu lại trí cao kiếm đạo thần thông cùng thông thiên đại đế tứ đại tiên thuật cùng với vĩnh hằng kiếm kinh của vĩnh hằng tiên triều được khen là tiên giới tam đại tuyệt thế kiếm thuật một kiếm này chém ra phảng phất có phá hủy hỗn độn chém nát chư thiên thần bí kiếm ý ầm ầm kiếm quang tung hoành tứ phương cùng đầy trời quyền ấn va chạm giống như hàng tỷ đại lăng tiêu cùng vũ tinh thần thân ảnh tại đại chiến trong nháy mắt liền va chạm ngàn vạn ký cuối cùng đầy trời kiếm khí vỡ nát ra vũ tinh thần ho ra máu lui về phía sau sắc mặt tái nhợt vô cùng trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin hắn thi triển tiệt thiên thất kiếm nhưng cuối cùng vẫn bại dưới quyền lăng tiêu kiếm khí vô thượng của tiệt thiên thất kiếm có thể chém diệt tất cả nhưng chỉ để lại vết thương vô cùng nhỏ trên người lăng tiêu thậm chí ngay cả quyền ấn của lăng tiêu cũng không thể chém nát Ngược lại hắn căn bản không thể thừa nhận kỳ nguyên quyền của lăng tiêu, thân thể trong nháy mắt đã bị thương nặng. Răng rắc, Vũ Tinh Thần bị Lăng Tiêu Kỷ Nguyên chi quyền trọng thương về sau, chân võ chiến trận kịch liệt rung động, xuất hiện một tia sơ hở. Trong con người Lăng Tiêu Tinh mang bạo lóe, trong nháy mắt hoành không mà đánh, thần quang vô tận dâng lên, hỗn độn khí bốc lên, bao phủ một mảnh sơn cốc này, giống như cảnh tượng thần bí khai thiên tích địa hiện ra. Lăng Tiêu trong nháy mắt đánh ra hơn 10 đạo quyền ấn. Mười mấy đệ tử tiên quân chân vũ tiên môn kia đều không khỏi biến sắc, căn bản không thể ngăn cản quyền ấn của Lăng Tiêu, cả người rung động kịch liệt, như bị sét đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu không thôi. Chân vũ chiến trận trong nháy mắt đã bị phá. Trong ánh mắt bọn họ tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi, Lăng Tiêu trước mắt giống như là một tôn hồng hoang cự thú, có được lực lượng hủy thiên diệt địa, bọn họ nhiều người như vậy, dĩ nhiên đều không thể vây khốn Lăng Tiêu, giết. Lăng Tiêu trong con người sát ý bốc lên, giống như một đạo tia chớp màu vàng, ngang trời mà đánh, bằng vào cương mãnh vô địch quyền ấn, giết về phía cái kia mười mấy cái chân vũ tiên môn tiên quân đệ tử. Phụt! Phụt! Lăng tiêu quyền ấn quá mức bá đạo, những chân vũ tiên môn đệ tử, làm sao có thể ngăn cản được? Cơ hồ trong nháy mắt, liền có ba đại tiên quân bị lăng tiêu anh tạc, thân thể cùng bất diệt nguyên thần tất cả đều nổ thành một mảnh huyết vụ, hoàn toàn hồn phi phách tán. Lôi lăng, người đáng chết. Ánh mắt vũ tinh thần trong nháy mắt liền đỏ lên, những thứ này đều là chân vũ tiên môn hy vọng bây giờ ở lăng tiêu trong tay thậm chí ngay cả sức chống cự cũng không có bị trắng trận tàn sát để trong lòng hắn phẫn nộ tới cực điểm cảm giác được tâm đều đang nhỏ máu tranh một đạo tiếng kiếm minh kỳ dị chấn động hư không trong lòng bàn tay vũ tinh thần cực đạo đế uy phun mỏng trong phút chốc xuất hiện một thanh cổ kiếm phi kim phi ngọc mặt trên có văn lạc kỳ dị nở rộ ra vô lượng quang mang chân vũ tiên môn cực đạo đế binh chân vũ kiếm Vũ tinh thần với tư cách chân vũ tiên môn thánh tử, tự nhiên cũng là có giữ mạng át chủ bài, vì phòng ngừa hắn ngã xuống ở tiên ma động bên trong, cho nên chân vũ tiên môn đem chân vũ kiếm dao vào trong tay của hắn. Hôm nay, nhìn thấy lăng tiêu thực lực cường đại như thế, thậm chí còn tại trắng trận tàn sát chân vũ tiên môn đệ tử, hắn bị buộc rốt cục tế xuất chân vũ kiếm. Chân vũ kiếm một chỗ, trong phút chốc bốn phía hư không nổ vang, tức vạn đạo kiếm khí cộng hưởng, hoa cỏ cây cối đều đang ong ong run rẩy, nhiễm lên kiếm ý cường đại, phảng phất đang hướng tới chân vũ kiếm triều bái ngay cả lăng tiêu cũng cảm giác được một cỗ nguy cơ mãnh liệt tiệt thiên thất kiếm tuy rằng không cách nào phá vỡ phòng ngự thân thể lăng tiêu nhưng chân vũ kiếm lại tuyệt đối có thể thương tổn thân thể lăng tiêu cực đạo đế binh sao đến thử xem lục tiên kiếm của ta lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói trong tay đồng dạng là hiện ra lục tiên kiếm bộc phát ra một cỗ khí tức giết chóc khủng bố trong nháy mắt bay lên hướng về chân vũ kiếm bay đi bùm hai đại cực đạo đế binh va chạm, trong nháy mắt bạo phát ra một cỗ tiếng nổ vang, vô tận quàng mang quét ngang tứ phương, đền này một mảnh sơn cốc đều là kịch liệt rung động. Cỗ cực đạo đế uy kia lan tràn ra, làm cho sinh mệnh trong rừng rậm rất nhiều thú yêu đều là bị kinh động, toát ra e ngại tâm tình dao động. Có lục tiên kiếm ngăn cản chân vũ kiếm, lăng tiêu càng không có chút do dự, ra tay giống như lôi đình, tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn mười tôn chân vũ tiên môn tiên quân đệ tử tuy rằng tu vi cùng lăng tiêu giống nhau đều là tiên quân cảnh nhất trọng thiên nhưng là ở lăng tiêu trong tay lại là như thế không chịu nổi một kích rất nhanh mười mấy người kia đã bị lăng tiêu giết không còn một mảnh trong sơn cốc chỉ còn lại có lăng tiêu cùng vũ tinh thần hai người nhìn bốn phía chân tay cụt trong sơn cốc tràn ngập nồng đặc huyết tinh khí những huyết nhục kia bên trong ẩn chứa bằng bạc bổn nguyên năng lượng để cho trong sơn cốc thực vật đều là bắt đầu sinh trưởng điên cuồng hơn nữa cỗ khí tức quỷ dị kia tràn ngập ra phảng phất có thể thôn phệ tất cả sinh cơ trong nháy mắt để cho những máu thịt kia dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rũ sau đó hóa thành một mảnh bụi bay một trận gió thổi qua trong sơn cốc phảng phất chỉ có lăng tiêu cùng vũ tinh thần xuất hiện hơn mười tôn chân vũ tiên môn đệ tử giống như là cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua bình thường nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt ngay cả lăng tiêu cũng chấn động không thôi thôn phệ lực thật bá đạo Lôi lăng, chân vũ tiên môn ta và ngươi thế không lưỡng lập. Khóe mắt vũ tinh thần muốn nứt ra, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc oán độc, hướng lăng tiêu giống to một tiếng nói. Nhưng để lăng tiêu ngoài ý muốn chính là, vũ tinh thần dĩ nhiên không có đi lên cùng lăng tiêu liều mạng, ngược lại trực tiếp triệu hồi chân vũ kiếm, sau đó lấy ra một tấm tiên phù vỗ ở trên người, trong nháy mắt biến mất ở trong sân cốc, không thấy tung tích. Chạy thật là nhanh. Lăng tiêu có chút kinh ngạc lẩm bẩm. Vũ tinh thần này, xem ra cũng không phải là mãng phu, dù sao, có thể trở thành chân vũ tiên môn thánh tử, vô luận là thiên phú hay là tâm trí, đều là hạng người siêu tuyệt. Vũ tinh thần biết mình không phải là đối thủ của lăng tiêu, cho nên cũng không bị phẫn nộ làm choáng vắng đầu óc, trực tiếp quyết đoán đào tẩu. Trong tay hắn có chân vũ kiếm, càng là tế xuất một đạo tiên phù, ngay cả lăng tiêu cũng không kịp ngăn cản. Vừa mới giết quá nhanh, đã quên lưu một cái chân vũ tiên môn đệ tử tánh mạng, hảo ép hỏi di tích cửa vào. Lăng tiêu nhìn sơn cốc không một bóng người, cười khổ một tiếng nói, Bất quá, những này chân vũ tiên môn đệ tử, hẳn là cũng không biết chân chính di tích cửa vào ở nơi nào. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm thầm nghĩ, buồn bực trong lòng hơi giải. Hắn bắt đầu cẩn thận dò xét một tòa sơn cốc này. Tòa sơn cốc này cũng không lớn, chỉ có phương viên ngàn trượng lớn nhỏ, bốn phía trên vách núi mọc đầy các loại dây leo, trong sơn cốc có một ít kỳ hoa dị thảo, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt địa phương, nhưng đệ tử chân vũ tiên môn nếu đã tới nơi này, vậy nói rõ cửa vào di tích, khẳng định là ở chỗ này. Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần tràn ngập ra, bao trùm này một mảnh sơn cốc, từng tấc từng tấc điều tra. Rất nhanh, Lăng Tiêu liền phát hiện dị thường. Trong sơn cốc có một khối trơ trụi tảng đá, thoạt nhìn bóng loáng như ngọc, thập phần bình thường, nhưng Lăng Tiêu lại nhận thấy được, tảng đá này vô cùng cứng rắn, mặt trên không có bất kỳ dấu sinh trưởng. Hòn đá này có gì lạ? Lăng Tiêu điều tra một lát, bất diệt nguyên thần đem tảng đá này bao phủ lên, nhưng thủy chung không cách nào nhận ra được tảng đá này có bí mật gì bất quá khi lăng tiêu nguyên thần chạm đến tảng đá chỗ sâu lúc có một cỗ cường đại bắn ngược lực trực tiếp đem lăng tiêu nguyên thần lực bắn ra ta ngược lại muốn nhìn xem nơi này có cái gì trong con ngươi lăng tiêu tinh quang lóe lên xung quanh hỗn độn quang bắt đầu khởi động khí huyết sôi trào một quyền đánh ra bùm vô cùng quyền ấn trực tiếp đánh vào trên tảng đá kia tảng đá kia tuy rằng vô cùng cứng rắn nhưng cũng không cách nào ngăn cản lăng tiêu quyền ấn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy hoàn toàn vỡ nát ra nhưng ở giữa tảng đá lại có hào quang vô cùng rực rỡ nở rộ ầm ầm mảnh hào quang kia sáng lạn chói mắt trong nháy mắt giống như ban ngày bốc lên hơn nữa nương theo tiếng sấm mãnh liệt ở trước mặt lăng tiêu hóa thành một mảnh vòng xoáy thôn phệ vô cùng cường đại sau khi vòng xoáy thôn phệ xuất hiện trong sân cốc trong nháy mắt tất cả hoa cỏ cây cối đều khô kiệt giống như tất cả sinh mệnh lực bị rút cạn mà lực thôn phệ bàng bạc bắt đầu khởi động bao phủ cả người lăng tiêu ẩn chứa một cỗ lực lượng không thể địch nổi dù là lăng tiêu tu vi cường đại nhưng là tại này gỗ lực lượng thôn phệ trước mặt vẫn cảm giác được tự thân lực lượng nhỏ bé trong nháy mắt hắn đã bị một mảnh vòng xoáy kia thôn phệ đi vào bất quá lăng tiêu cũng không có cảm giác được cái gì nguy cơ tiến vào đến vòng xoáy bên trong lăng tiêu cảm giác như là tiến vào đến một mảnh thời không đường hầm bên trong bất quá loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh lăng tiêu trước mặt hào quang lóe ra hắn xuất hiện ở một mảnh xa lạ trong không gian nơi này là địa phương nào lăng tiêu hơi sửng sốt trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc ở trước mắt của hắn là một mảnh vô cùng tối tăm không gian giống như là sắp hủy diệt thế giới bình thường thiên địa mênh mông đại địa bao la tịch liêu vô cùng nhưng là ở lăng tiêu trước mặt đã có một tôn bị chặt đứt bia đá thoạt nhìn cổ xưa vô cùng mặt trên còn có một ít trọng lại vết máu tràn ngập tới nguyệt loang lổ khí tức mơ hồ để lộ ra mấy cái dùng của thần văn khắc xuống chữ to thôn phệ đại đế còn sót lại bốn chữ to rồng bay phượng múa, khí phách vô cùng, phảng phất ẩn chứa một cỗ lực lượng khủng bố, muốn đem hết thảy đều cắn nuốt vào trong đó. Thôn phệ đại đế, nơi này quả nhiên là nơi một vị đại đế ngã xuống sao? Trong con ngươi lăng tiêu tinh mang chợt lóe. Bất quá, hắn cũng không có ở tiên giới bên trong nghe nói qua có một vị thôn phệ đại đế như vậy, có lẽ vị thôn phệ đại đế này tồn tại thập phần xa xưa. Bốn chữ trên tấm bia đá này, thiết câu ngân họa, sắc bén vô cùng, phảng phất là lấy kiếm khắc xuống, ẩn chứa một cỗ kiếm ý tuyệt thế, sinh sôi không ngừng. Lăng Tiêu nhìn thấy bốn chữ kia thời điểm, cũng cảm giác được có một cỗ bằng bạc kiếm ý bắt đầu khởi động, phảng phất thấy được vô tận trong hư không, một đạo thân ảnh thần bí, một kiếm ra, chém phá chư thiên, phá tan quần ma. Có thể bảo tồn lâu như vậy, vẫn như cũ sinh sôi không ngừng, vô cùng khủng bố, phảng phất có thể phá tan thần hồn kiếm ý, nhất định là một vị kiếm đạo đại đế chẳng lẽ lúc trước là một vị kiếm đạo đại đế cùng thôn phệ đại đế đánh một trận mới dẫn đến thôn phệ đại đế ngã xuống ở đây sao trong lòng lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ phỏng đoán cảnh tượng năm đó xa xa có tiếng chấn động kỳ dị vang lên giống như tim đập bình thường làm cho hư không bốn phương đều là theo đó rung động lăng tiêu cất bước đi về phía xa xa đó là cái gì trong con người lăng tiêu tinh mang chợt lóe hắn nhìn thấy xa xa trên hư không hàng tỷ đạo kiếm khí đan sen sinh sinh bất diệt, hình thành một mảnh vô cùng mênh mông kiếm chi lĩnh vực. Trong mảnh kiếm chi lĩnh vực kia, còn lại là có một trái tim đỏ tươi, lớn nhỏ như núi cao, tản ra tiên quang rực rỡ, lượn lờ thụy khí, đồng thời truyền ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố, hình thành một mảnh vòng xoáy màu đen cực lớn, giống như thôn phệ lĩnh vực. Kiếm chi lĩnh vực cùng thôn phệ lĩnh vực hình thành một loại cân bằng thập phần kỳ dị. Nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, trái tim kia dĩ nhiên giống như là còn sống, có quy luật nhảy lên, Mỗi một lần nhảy lên đều sẽ truyền ra một cỗ lực thôn phệ cường đại, sau đó từ trong hư không vô tận, thôn phệ lực lượng sinh mệnh bằng bạc, sinh mệnh xâm lâm có thể thôn phệ sinh cơ của sinh linh, chẳng lẽ chính là bởi vì trái tim này sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra, trong hư không kiếm chi lĩnh vực cùng với thôn phệ lĩnh vực đều tản mát ra cực đạo đế uy cường đại, đây rõ ràng là hai vị đại đế lưu lại lực lượng. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, loại cực đạo lực này vẫn tồn tại lăng tiêu từ trái tim kia bên trong, cảm giác được vô cùng cường đại sinh cơ, cùng với thôn phệ đại đạo căn nguyên. Đây chính là trái tim của thôn phệ đại đế, vốn nên bị cỗ kiếm khí tuyệt thế kia chém giết, nhưng không biết vì sao, lại được bảo tồn, hơn nữa theo không ngừng thôn phệ sinh cơ, trở nên càng ngày càng mạnh. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ thôn phệ đại đế thật sự có thể sống lại. Lăng tiêu âm thầm thầm nghĩ. Trái tim kia bên trong sinh mệnh bản nguyên quá bàng bạc, mỗi một lần nhảy lên đều làm cho bốn phía thiên địa cộng hưởng, thần bí khó lường, Lăng Tiêu cũng không có dễ dàng tới gần, nếu là trái tim kia bên trong còn có thôn phệ đại đế tàn hồn tồn tại, vậy niềm vui có thể lớn rồi. Ong. Nhưng vào lúc này, một chùm sáng màu đen trong nháy mắt từ trong trái tim kia bắn ra, ẩn chứa vô cùng tinh thuần nguyên thần lực, cường đại vô cùng, trong nháy mắt hướng tới mi tâm của Lăng Tiêu bắn tới. Đó là một đạo tiên thuật công kích nguyên thần, ẩn chứa khí tức tuyệt diệt tất cả. Một kích này có thể chém giết cường giả tiên quân cảnh. Hả? lệ mang trong con người lăng tiêu chợt lóe, hắn thật không ngờ trái tim kia lại phát động công kích với hắn. Quả nhiên có kỳ quặc, có lẽ thông phệ đại đế vẫn chưa chết. Bùm, lăng tiêu mi tâm nở rộ ra sáng rực rỡ, hắn bất diệt nguyên thần đan sen 12 loại đại đạo bản nguyên, ngồi xếp bằng hư không, tản ra một loại khí tức vạn pháp bất xâm. Một chùm sáng màu đen kia đánh úp lại, trong lúc đó lăng tiêu bất diệt nguyên thần lăng không chỉ điểm một cái, trong nháy mắt liền đem chùm sáng màu đen kia sụp đổ thôn vệ đại đế, ngươi đã không chết, sao không hiện thân gặp một lần? Lăng tiêu con ngươi trung phong quang lóe lên, nhìn chăm chăm trái tim kia chậm rãi nói. Nhưng trái tim kia vẫn đập có quy luật, nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Giả thần giả quỷ, ngươi đã ra tay với ta, vậy đừng trách ta không khách khí. Lăng tiêu lạnh lùng nói. Vèo, một đạo kiếm quang sắc bén nở rộ ra, lăng tiêu cầm trong tay lục tiên kiếm, quanh thân tản mát ra khí tức giết chóc mình mông, một kiếm ngang trời hướng trái tim kia chém xuống. Lục tiên kiếm đại phóng quang mang, ở trong hư không kịch liệt bành trướng, trong phút chốc liền hóa thành một đạo kiếm cương vạn trượng. Ầm ầm, một mảnh kiếm chi lĩnh vực sắc bén kia, phảng phất bị khí tức của lục tiên kiếm kinh động, cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn. Hàng tỷ đạo kiếm khí tung hoành, từ bốn phương tám hướng hướng trái tim kia bắn tới. Kiếm cương vạn trượng do lục tiên kiếm biến thành, càng kinh diễm tới cực điểm, chiếu sáng một mảnh hư không này, phảng phất có thể phá vỡ hết thảy. Phảng Phất là cảm giác được áp lực cực lớn từ Lục Tiên kiếm truyền đến, trái tim kia rốt cục có động tĩnh. Bùm, vòng xoáy thôn phệ màu đen bắt đầu khởi động, hiện ra bản nguyên thôn phệ đại đạo, khí huyết bàng bạc giống như sóng lớn bốc lên, trong phút chốc đã bao phủ kiếm khí đầy trời. Trái tim kia phun ra tiên quang mãnh liệt, giống như mặt trời mới lên, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng như núi thờ biển gầm. Kiếm khí đầy trời ầm ầm vỡ nát, bị nuốt chửng hóa thành hư vô một cỗ thần quang thôn phệ cường đại sông lên trời và chạm với lục tiên kiếm trong phút chốc kích phát ra hàng tỷ đạo thần quang mãnh liệt giống như gió lốc quét ngang tứ phương người của thần tộc đáng chết trên trái tim kia huyết khí bốc lên hiện ra một thân ảnh trung niên áo đen hắn thân hình cao lớn phảng phất có thể chống đỡ thiên địa ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng toàn thân đều tản ra một loại hoành áp vô địch khí tức bất quá thân ảnh của hắn lại vô cùng hư ảo phảng phất tùy thời đều có thể vỡ nát ra con người của hắn vô cùng lạnh lùng, giờ phút này trong ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu lộ ra một tia sát ý nồng đậm, ngươi chính là thôn phệ đại đế. Quả nhiên có tàn hồn tồn tại, ngươi là tự mình kết thúc hay là để ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trong con ngươi lăng tiêu lóe lên tinh quang, cười lạnh một tiếng nói, thôn phệ đại đế quả nhiên không chết, hoặc có thể nói là chưa chết. Tiên ma động này đã tồn tại vô số năm, được xưng là đế chiến tri địa, cách nay không biết qua bao nhiêu cái kỷ nguyên, thôn phệ đại đế hẳn là cũng là thượng cổ thời kỳ nhân vật. Hơn nữa, Thôn Phệ Đại Đế là người tiên tộc, có lẽ xưng là Thôn Phệ Tiên Đế thích hợp hơn một chút. Năm đó đế chiến, Thôn Phệ Tiên Đế hẳn là bị một vị kiếm đế chém, chỉ còn lại trái tim, không biết qua bao nhiêu năm mới dần dần ngưng tụ ra một đạo tàn hồn. Bất quá coi như là tàn hồn, đó cũng là tàn hồn đại đế. Lăng Tiêu mặc dù ngoài mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác. Người của thần tộc, đáng chết. Đạo tàn hồn kia lạnh lùng nói, trong con ngươi tràn đầy sát ý ngập trời. "Hả?" Lăng tiêu cảm giác được cái kia một đạo tàn hồn có chút không đúng, phảng phất không có cái gì linh trí, chỉ là máy móc lặp lại một câu nói như vậy. Bùm! Đạo tàn hồn kia giống như một tia chớp, ngang trời mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm. Coi như chỉ là đại đế tàn hồn, nhưng vẫn như cũ ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng, đập vào mặt để lăng tiêu đều cảm giác được một loại nguyên thần rung động khí tức. Người của thần tộc, đáng chết! Đạo tàn hồn kia lại là lặp lại một câu, sau đó trực tiếp hướng lăng tiêu nguyên thần thức hải bên trong mà đến sát ý ngập trời bắt đầu khởi động, hắn dĩ nhiên là muốn đoạt xá lăng tiêu. Muốn chết! Trong con ngươi lăng tiêu lóe lên sát khí, trong nháy mắt khí tức kinh khủng xung quanh bộc phát ra. Hắn không chút do dự thúc dục vô tự thiên thư trong nguyên thần, đồng thời tạo hóa ngọc điệp cũng hiện ra, chấn áp đạo tàn hồn kia. Bùm! Trong nháy mắt một đạo tàn hồn tiến vào trong thức hải lăng tiêu, vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp, liền đồng thời chấn ở trên một đạo tàn hồn kia cái kia một đạo tàn hồn kịch liệt rung động, một cỗ cường đại thôn phệ bản nguyên bộc phát ra, phảng phất muốn đem vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp đều nuốt vào trong cơ thể. Nhưng vô tự thiên thư đại phóng quang mang, dưới sự gia trì của vô tự thiên thư, lăng tiêu vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn thiên thần giới mênh mông hiện ra, thôn thiên chi hỏa càng dung hợp thất sắc tiên liên hỏa, trong nháy mắt liền đem một đạo tàn hồn kia bao phủ lên. Luyện cho ta, lăng tiêu hét lớn một tiếng nói, lấy vô tự thiên thư cùng tạo hóa ngọc điệp chấn áp tàn hồn đồng thời lấy thôn thiên chi hỏa vây khốn tàn hồn, muốn đem hoàn toàn luyện hóa. Lăng tiêu có thể cảm giác được, thôn phệ tiên đế tàn hồn mặc dù vẫn còn, nhưng không biết vì sao, trở nên giống như khôi lỗi bình thường, đã không có tự chủ ý thức. Tuy rằng còn duy trì địch ý cường đại đối với thần tộc, thậm chí vừa xuất hiện liền muốn triệt để chém giết lăng tiêu, nhưng vẫn bị lăng tiêu vây khốn. Có hai trí bảo hỗn độn, cho dù là tàn hồn thôn phệ tiên đế cũng không có cách nào chạy thoát. A, à, người thần tộc, đều đáng chết A, à? cái kia một đạo tàn hồn kịch liệt dãy ruộng, quanh thân vô tận hỏa diễm bốc lên, khuôn mặt vặn vẹo, thân ảnh cũng là càng ngày càng hư ảo. Hắn tuy rằng còn giữ lại một bộ phận lực lượng, giữ lại địch ý đối với thần tộc, nhưng bởi vì không có ý thức tự chủ, bị lăng tiêu dễ dàng vây khốn. Dưới sự gia trì của hai đại trí bảo hỗn độn, rất nhanh tàn hồn này đã bị luyện hóa thành hư vô, chỉ còn lại một ít mảnh vỡ nguyên thần thuần túy dung nhập vào trong nguyên thần của lăng tiêu. Thôn phệ tiên đế, dĩ nhiên là chết ở trong tay một vị kiếm đế của thần tộc sao, Chắc không được đối với thần tộc có định ý mãnh liệt như vậy. Lăng tiêu chậm rãi mở hai mắt, trong ánh mắt có một tia thần sắc kinh ngạc. Hắn chiếm được tàn hồn bộ phận ký ức đoạn ngắn, chứng kiến thôn phệ tiên đế là chết ở thần tộc một vị kiếm đế trong tay, bất quá về phần vị kiếm đế kia là ai, kết quả như thế nào, liền không rõ ràng lắm. Vô số năm trước, thôn phệ tiên đế cũng đã chết. Đương thời trái tim của hắn chia năm xẻ bảy, tràn ngập kiếm đạo bổn nguyên lực của kiếm đế. Nhưng thôn phệ tiên đế tu luyện chính là thôn phệ đại đạo, thôn phệ đại đạo ngưng tụ đạo quả ngay trong trái tim của hắn. Bởi vì thôn phệ đại đạo đạo quả cũng không có phá nát, cho nên này vô số năm qua, dĩ nhiên là hình thành một mảnh kỳ dị sinh mệnh rừng rậm, có thể làm cho nó thôn phệ vô tận sinh cơ. Vô số năm qua, thôn phệ tiên đế trái tim dần dần chữa trị, sau đó không chọn vẹn tinh thần ngưng tụ, hội tụ thành một đạo tàn hồn. Bất quá đáng tiếc là đạo tàn hồn kia cũng không có ý thức tự chủ gì, giống như khôi lỗi. Nếu không, nếu là có tự chủ ý thức đại đế tàn hồn, có thể cho lăng tiêu tạo thành phiền toái rất lớn, coi như là hắn có hai kiện hỗn độn trí bảo, cũng rất khó đối phó. Ẩm Ẩm. Trên hư không, vô tận kiếm khí bốc lên, trái tim kia rung động, trong khoảnh khắc đã bị kiếm khí lưu lại từng đạo dấu vết, giống như mạng nhện, phẳng phất tùy thời đều muốn vỡ nát ra. Không có tàn hồn khống chế, trái tim kia cũng không cách nào ngăn cản chung quanh cực đạo kiếm ý, không tốt. Trong lòng lăng tiêu nhảy dựng, trong nháy mắt thẳng người lên hướng về trái tim kia đánh tới đồng thời quanh thân hắn kiếm khí bốc lên lục tiên kiếm bị hắn tế đi ra hướng chung quanh những kiếm chi lĩnh vực kia chém xuống lăng tiêu từ tàn hồn trí nhớ mảnh vỡ biết trái tim kia bên trong thậm chí có thôn phệ đại đạo đạo quả nhất thời để cho hắn vui mừng quá đỗi nhất định phải có được viên đạo quả kia chỉ cần chiếm được thôn phệ đại đạo đạo quả đến lúc đó lăng tiêu thôn thiên bí thuật liền có thể càng tiến thêm một bước để hắn trực tiếp lĩnh ngộ thôn phệ đại đạo bản nguyên viên đạo quả kia mới là bảo vật chân quý nhất mà thôn phệ tiên đế lưu lại. Vèo, thân ảnh lăng tiêu giống như tia chớp, trong nháy mắt liền nhảy vào trong trái tim kia. Trái tim kia bị vô lượng kiếm khí chung quanh chém ra đại lượng vết nứt, sinh cơ bằng bạc trong trái tim bắt đầu tản ra. Những thứ kia đều là thôn phệ tiên đế trái tim tích góp vô số năm tánh mạng bổn nguyên, lăng tiêu đều cảm giác được cực kỳ đau lòng. Bất quá, trọng yếu nhất vẫn là viên đạo quả kia. Lăng tiêu không kịp đau lòng sinh mệnh bản nguyên, chỉ có thể là một bên vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn phệ trong trái tim bằng bạc sinh mệnh bản nguyên, một bên nhanh chóng tìm kiếm viên kia đạo quả tung tích. Ở chỗ này, Lăng Tiêu bỗng nhiên trong con người tinh mang lóe lên, thấy được trước mắt có một viên tinh thạch màu đen, thoạt nhìn trong suốt long lanh, thần bí vô cùng, bốn phía bao phủ vòng xoáy thôn phệ kỳ dị, những sinh mệnh kia bản nguyên đều là bởi vì viên tinh thạch này hội tụ mà đến. Lăng Tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền xác định, viên tinh thạch màu đen này chính là thôn phệ đạo quả. Bùm, Lăng Tiêu không có chút do dự, trong nháy mắt vận chuyển thôn thiên bí thuật, thôn thiên thánh giới mênh mông bốn phía hiện ra, sau đó hướng viên tinh thạch màu đen kia bao phủ mà đi. Không có chút bài xích nào. Dù sao, thôn thiên bí thuật vốn là bổn nguyên bí thuật, ẩn chứa thông phệ đại đạo lực lượng, giờ phút này vô cùng dễ dàng liền cùng viên tinh thạch màu đen kia dung là một thể. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lăng Tiêu liền lâm vào trong ngộ đạo cảnh trong thức hải của hắn, nguyên thần nở rộ ra vô lượng quang mang, vốn 12 loại đại đạo bản nguyên, lúc này đều là đồng thời chấn động lên. Loại đại đạo bản nguyên thứ 13, dần dần ngưng tụ ra. Thôn phệ đại đạo bổn nguyên, khí tức quanh thân lăng tiêu cuồng bạo vô cùng, thôn thiên thánh giới bạo phát ra một cỗ lực thôn phệ vô cùng khủng bố, bao phủ tất cả sinh mệnh bản nguyên trong trái tim này. Thậm chí, thôn thiên thánh giới kịch liệt tăng vọt, đem trái tim bên ngoài, vô tận kiếm chi lĩnh vực cũng bao phủ lên. Không gì không thể luyện hóa, đây chính là thôn phệ đại đạo chỗ khủng bố, chư thiên vạn giới, hàng tỷ sinh linh, vô tận bảo vật, tất cả đều có thể bị thôn phệ đại đạo luyện hóa thôn phệ. Thậm chí, coi như là cái khác đại đạo bản nguyên, đều có thể bị thôn phệ. Dung hợp đạo quả thôn phệ tiên đế lưu lại, thôn thiên bí thuật của lăng tiêu rốt cục viên mãn, ngưng tụ ra bản nguyên. Lăng tiêu ngồi xếp bằng hư không, quanh thân bao phủ một vòng xoáy thôn phệ vô cùng khủng bố, vô luận là thôn phệ trái tim tiên đế, hay là vô lượng kiếm khí của kiếm đế, tất cả đều bị hắn thôn phệ thậm chí bốn phía hư không kịch liệt rung động này một mảnh cổ xưa không gian đều phảng phất muốn bị lăng tiêu triệt để cắn nuốt lăng tiêu khí tức càng ngày càng mạnh thôn phệ tiên đế trái tim tích góp vô số năm tánh mạng bản nguyên tất cả đều trở thành lăng tiêu tự thân một bộ phận để cho tu vi của hắn cũng là bắt đầu tăng vọt lên ngoài di tích chân vũ tiên môn thánh tử vũ tinh thần lại một lần nữa trở lại trong sơn cốc sắc mặt lạnh như băng vô cùng trong ánh mắt tràn đầy sát ý ngập trời đi theo hắn cùng tiến đến, còn có ba nam nữ trẻ tuổi khí thế bất phàm. Ba người này đều là Vũ Tinh Thần tìm tới trợ thủ, theo thứ tự là Diêu Quang Tiên môn Thánh tử Nhâm Thiên Tuyệt, Âm Dương Tiên môn Thánh tử Đông Phương Bạch, cùng Côn Lôn Tiên môn Thánh nữ Phương Tuyết Tình. Vũ Tinh Thần, ngươi xác định nơi này là nơi thôn phệ tiên đến ngã xuống." Thánh tử Nhâm Thiên Tuyệt của Diêu Quang Tiên môn nhìn Sơn Cốc, có chút nghi hoặc hỏi: "Vũ Tinh Thần, cái kia Lôi Lăng tuy rằng chỉ có tiên quân nhất trọng thiên tu vi, nhưng là chiến lực rất mạnh, liền ngươi chân vũ tiên môn đều đã toàn quân bị diệt, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Phương Tỉnh Tuyết có chút cảnh giác nhìn bốn phía, chậm rãi nói ra, có bốn người chúng ta ở đây, đừng nói chỉ là một cái lôi lăng, coi như là thái nhất tiên môn thái uyên, chúng ta đều có lực đánh một trận. Dựa theo vũ tinh thần thuyết pháp, cái kia lôi lăng giờ phút này khẳng định đã tiến vào trong di tích, chúng ta có muốn hay không trực tiếp đi vào, đến một cái trong hũ bất ba ba. Đông Phương Bạch lạnh nhạt cười nói, hắn mặc dù là một nam tử, nhưng khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng, hơn nữa mặc một thân quần áo nữ tử, trong lúc nói chuyện nhăn nhó vô cùng, thanh âm thập phần sắc nhọn, làm cho người ta nghe thập phần không được tự nhiên. Nhâm Thiên Tuyệt cùng Phương Tình Tuyết mặc dù bề ngoài thập phần bình tĩnh, nhưng đều lặng lẽ kéo ra một khoảng cách với Đông Phương Bạch. Ba vị đạo huynh, ta cảm thấy chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Tùy tiện tiến vào trong di tích, ai cũng không biết trong đó sẽ có nguy hiểm gì, thôn phệ tiên đế truyền thừa cùng bảo vật, khẳng định phần lớn đều rơi vào trong tay lôi lăng, không bằng chúng ta ở trong sơn cốc này, mai phục xuống, chờ sau khi hắn đi ra, trực tiếp chém giết hắn. Trong ánh mắt vũ tinh thần lộ ra một tia tàn nhẫn nói, hắn đối với lăng tiêu đã hận tới cực điểm. Chân vũ tiên môn ở trong chín đại tiên môn, tuy rằng không tính là mạnh nhất, nhưng cũng có thể xếp hạng trung bình, thật không ngờ vừa mới tiến vào tiên ma động bên trong, đã bị lăng tiêu chém giết hơn 10 vị tiên quân đệ tử, bây giờ chỉ còn lại có vũ tinh thần một người cô đơn cho nên hắn thập phần không cam lòng, cho dù đào tẩu, cũng tìm được tam đại cường giả làm trợ thủ, muốn ở chỗ này phục sát lăng tiêu. Ta nơi này có một bộ tứ tượng phục thiên trận đồ, chính là thời kỳ thượng cổ một vị tiên đế lưu lại bảo vật, bất quá lại cần bốn kiện cực đạo đế binh đến chấn áp, một khi tiến vào trong trận đồ, coi như là tiên quân cảnh năm sáu trọng thiên cường giả, cũng tất chết không thể nghi ngờ. Trong con ngươi nhâm thiên tuyệt lóe lên tinh quang, cười lạnh một tiếng nói. Nhâm huynh vậy mà nguyện ý xuất ra bảo vật như thế, Nhâm huynh yên tâm, chờ giết lôi lăng kia, chiếm được bảo vật trên người hắn, chúng ta nhất định sẽ bồi thường ngươi. Vũ tinh thần vui mừng quá đỗi, vội vàng nói. Bốn người bọn họ đều là tiên môn thánh tử thánh nữ, lần này tiến vào tiên ma động bên trong, biết nơi này vô cùng hung hiểm, cho nên đều mang đến cực đạo đế binh phòng thân. Bất quá, vũ tinh thần kiến thức qua lăng tiêu cường đại chiến lực, mặc dù là có ba đại trợ thủ, trong lòng hắn vẫn là có chút thấp thỏm. Bất quá sau khi nghe được tứ tượng phục thiên trận đồ, hắn không còn băn khoăn gì nữa. Tứ tượng phục thiên trận đồ, ở tiên giới bên trong đều là tiếng tâm lừng lẫy, trong đó ẩn chứa trận pháp thế giới, nếu là lấy cực đạo đế binh chấn áp, có thể chém diệt hết thảy đại đế giới cường giả. Bất quá trong tay nhâm thiên tuyệt tứ tượng phục thiên trận đồ, hẳn không phải hoàn chỉnh bản, nhưng đối phó một cái lôi lăng cũng đủ rồi, Ta cùng lôi lăng kia cũng là không chết không thôi, loại này tiên tộc phản đồ cùng bại hoại, thật cho rằng đầu nhập thần tộc là có thể ở trước mặt chúng ta kiêu ngạo sao. Nhâm thiên tuyệt cười lạnh một tiếng nói. Bên ngoài tiên ma động, bị lăng tiêu một quyền đánh bại, bị hắn cho rằng là vô cùng nhục nhã, loại xỉ nhục này, chỉ có thể lấy sinh mệnh và máu tươi của lăng tiêu rửa sạch. Tốt, có tứ tượng phục thiên trận đổ, lôi lăng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vũ tinh thần tràn đầy tự tin nói đông phương bạch cùng phương tình tuyết tự nhiên cũng là không có bất kỳ dị nghị, có tứ tượng phục thiên trận đồ tại, bọn họ đối với trận chiến này càng là tràn ngập lòng tin. ầm ầm, trong lòng bàn tay nhâm thiên tuyệt hào quang rực rỡ, một đạo trận đồ cổ xưa hiện ra, trong phút chốc ngang trời mà lên, che khuất bầu trời, đem một mảnh sơn cốc này đều bao phủ lên, hư không vạn vẹo, trùng điệp điệp, hơn nữa có hàng tỷ tinh quang hội tụ, phảng phất đang chuẩn bị một cỗ sát cơ vô thượng. Bốn người bọn họ đều không chút do dự, trong nháy mắt đem cực đạo đế binh tế ra, giấu ở trong tứ tượng phục thiên trận đồ, thân ảnh bốn người bọn họ chợt lóe, lại hoàn toàn biến mất không thấy tung tích. Trong sơn cốc rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, phảng phất căn bản không có bất kỳ biến hóa bình thường, nhưng ai cũng thật không ngờ, nơi này lại bị bố trí một tòa tuyệt thế sát phạt đại trận, đang chờ đợi Lăng Tiêu rời đi di tích. Trong di tích, Lăng Tiêu đã đem thôn phệ đạo quả hoàn toàn luyện hóa, bí thuật thôn thiên của hắn cũng đột phá từ cảnh giới viên mãn, ngưng tụ ra bản nguyên thôn thiên, trở thành bí thuật bản nguyên chân chính. Hiện giờ, Lăng Tiêu đã có được 13 loại bổn nguyên bí thuật. Lăng Tiêu phát hiện, những này bản nguyên bí thuật, tại diễn hóa ra đại đạo bản nguyên về sau, càng là biến thành giống như đế thuật bình thường vô thượng bảo thuật, phẳng phất đã xảy ra nào đó thăng hoa cùng lột xác. Hơn nữa, Lăng Tiêu có thể căn cứ những này bổn nguyên bí thuật, sáng tạo ra độc thuộc về mình vô thượng thần thông, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này 13 loại bổn nguyên bí thuật vô cùng cường đại, hơn nữa lẫn nhau trong lúc đó có thể dung hợp, đây là bổn nguyên dung hợp lực lượng, có thể bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn lần lực lượng. Lăng Tiêu lúc trước ở phàm giới thời điểm cũng đã bắt đầu nếm thử bí thuật dung hợp lực lượng. Hôm nay, Lăng Tiêu phát hiện đây là dung hợp giữa đại đạo, cũng là cộng minh giữa bản nguyên, thôn thiên bí thuật, mặc dù chỉ là thiên cương thứ 14 bí thuật, thậm chí cũng không nhập 12 thiên công hàng ngũ, nhưng Lăng Tiêu lại phát hiện, thôn thiên bí thuật là thích hợp nhất trợ hắn hoàn thành bổn nguyên dung hợp bí thuật. Thôn thiên đạo quả ngưng tụ, Lăng Tiêu hoàn toàn có thể lấy thôn thiên bản nguyên làm cơ sở, không ngừng dung hợp 12 đại đạo bản nguyên. Một khi loại dung hợp này hoàn thành, chắc chắn bộc phát ra vô thượng vĩ lực hủy thiên diệt địa. Nhưng một loại đại đạo có cùng tận, mà chư thiên vạn đạo vô cùng tận, có lẽ đại đạo dung hợp mới là con đường thích hợp nhất với ta lăng tiêu chậm rãi mở hai mắt trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra thiên tôn cường giả lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên là có thể bước vào đến đế quân cảnh giới mà đế quân cảnh giới cửu trọng thiên bản thân chính là một cái không ngừng tìm hiểu đại đạo dung hợp đại đạo lợi dụng đại đạo quá trình một loại đại đạo nếu là có thể đi tới đỉnh phong sau đó hình thành chính mình đạo đó mới thật sự là chứng đạo chứng đạo thành đế rất nhiều cường giả đế quân cảnh, tuy rằng cả đời tìm hiểu thiên địa đại đạo, tìm hiểu đại đạo bản nguyên, nhưng muốn đem một con đường đi tới đỉnh phong, vậy quá khó khăn. Tất cả rất nhiều đế quân cảnh cường giả, chỉ là lĩnh ngộ một loại đại đạo bản nguyên mà thôi, bởi vì đây mới là bọn họ căn bản chi đạo. Giống Lăng Tiêu như vậy một lần tìm hiểu nhiều đại đạo bản nguyên như vậy cũng không phải là không có, nhưng cuối cùng tất cả đều là tu vi không có bất kỳ tiến bộ nào, triệt để đình trệ xuống. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, nếu là hắn vẫn như cũ bảo trì 13 loại đại đạo bổn nguyên trạng thái, hắn cũng căn bản không có cách nào đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên. Trừ phi, hắn có thể hoàn toàn dung hợp lấy 13 loại đại đạo bản nguyên, mới có thể đủ lấy đại đạo bản nguyên dung luyện thân thể, hình thành bản nguyên thân thể, đột phá đến nhị trọng thiên. Cho nên thôn thiên bản nguyên là cơ duyên lớn nhất của Lăng Tiêu thôn phệ tiên đế trái tim bên trong tích góp hàng tỷ năm tánh mạng bản nguyên bây giờ toàn bộ bị ta thôn phệ cỗ lực lượng này đủ để cho ta đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên lăng tiêu lẩm bẩm trong ánh mắt lộ ra một tia hiểu ra trong cơ thể hắn tràn ngập bản nguyên sinh mệnh bằng bạc những thứ kia đều là lực lượng tinh thuần nhất thôn phệ tiên đế lưu lại hiện giờ tất cả đều bị lăng tiêu cắn nuốt cùng luyện hóa nhưng những lực lượng kia cũng không có biến thành lăng tiêu tu vi một bộ phận mà là tích tụ ở trong cơ thể của hắn chờ đợi tích lũy lâu bạc phát một ngày đáng tiếc chính là thôn phệ tiên đế cực đại đế binh cũng không có lưu lại xem ra hẳn là ở trong trận chiến kia hoàn toàn tổn hại lăng tiêu trận rãi nói trong ánh mắt có một tia đáng tiếc hắn có thể cảm giác được vị kia thôn phệ tiên đế thực lực rất mạnh hơn nữa từ thôn phệ đạo quả bên trong nhìn thấy thôn phệ tiên đế có lẽ đã đi ra cái thứ hai đại đạo tuyệt không phải bình thường đại đế cường giả có thể so sánh cái kia thôn phệ tiên đế cực đạo đế binh nhất định cũng là cực kỳ cường đại có lẽ không chỉ một kiện cực đạo đế binh nhưng ở trong mảnh di tích này lăng tiêu cũng không có phát hiện gì nên rời đi rồi lăng tiêu lẩm bẩm có thể đạt được thông phệ đạo quả đã là thu hoạch lớn nhất của hắn trước khi lăng tiêu rời khỏi di tích ánh mắt dừng ở trên tấm bia đá kia bốn chữ to thôn phệ đại đế trên tấm bia đá kia vẫn tản ra một loại kiếm ý ngập trời, Lăng Tiêu trong lòng khẽ động, đem tấm bia đá kia cũng thu lại, có lẽ về sau còn hữu dụng. Sau khi thu hồi tấm bia đá, không gian di tích này trống rỗng, cái gì cũng không tồn tại, hơn nữa, không có kiếm chi lĩnh vực cùng thôn phệ lĩnh vực chống đỡ, phiến không gian này không bao lâu nữa, chỉ sợ cũng phải hoàn toàn sụp đổ. Đến lúc đó, vô luận là kiếm đế hay là thôn phệ tiên đế, lưu lại thế gian này cuối cùng một tia dấu vết cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Lăng Tiêu trong lòng có chút cảm khái, coi như là đại đế cường giả, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, hoành áp vô địch, trên đời xưng tôn, nhưng cuối cùng cũng phải bị tuế nguyệt chỗ mai táng. Đại đế cũng không thể bất tử. Con đường bất hủ, đạo trở lại dài, con đường của ta còn dài." Lăng Tiêu lẩm bẩm, sau đó bước ra, rời khỏi không gian di tích này. Bên ngoài vẫn là cái kia phiến sân cốc, cũng không có gì biến hóa sinh mệnh xâm lâm cũng vẫn xanh um tươi tốt như trước, tràn ngập sinh cơ bằng bạc, thậm chí ngay cả loại lực thôn phệ quỷ dị này cũng còn tồn tại. Người nào? Cút ra đây đi! Trong con ngươi lăng tiêu tinh mang chợt lóe, đạm mạc nói. Tuy rằng phiến sơn cốc này thoạt nhìn vô cùng chân thật, thậm chí mô phỏng hết thảy trước khi lăng tiêu tiến vào di tích, nhưng người mai phục ở bên ngoài, lại căn bản không biết biến hóa phát sinh trong di tích, cũng không biết thôn phệ đạo quả đã sớm bị lăng tiêu luyện hóa, theo lý thuyết sinh mệnh rừng rậm bên ngoài đã không thể có sinh cơ nồng đậm như vậy thậm chí ngay cả loại lực thôn phệ quỷ dị này cũng sớm nên biến mất mới đúng nhưng cảnh tượng trước mắt lại có vẻ không bình thường như thế tầm ầm lăng tiêu vừa dứt lời nhất thời hư không bốn phía bắt đầu vặn vẹo lên quang mang mãnh liệt bốc lên tiên quang lượn lờ phảng phất có từng ngôi sao sáng chói hội tụ thiên địa lật úp một cỗ sát khí tuyệt thế nổi lên vèo 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 tứ tượng phục thiên trận đồ trong nháy mắt liền hiện ra chân dung mà bốn người vũ tinh thần cũng hiện lên trong hư không bị ánh sao lấp lánh bao vây từng khuôn mặt lạnh lùng vô cùng trong con ngươi tràn ngập sát ý lạnh như băng lôi lăng cảm giác lực của người thật nhạy bén bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ vũ tinh thần cười lạnh một tiếng nói gào thét ngao tiếng rồng ngâm hổ gầm vang lên chấn động bầu trời trên đỉnh đầu bốn người bọn họ, vô tận tinh quang hội tụ, rực rỡ chói mắt, trong phút chốc ngưng tụ ra hư ảnh của bốn tôn viễn cổ thánh thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, cùng yêu giới bên trong ngũ phương thánh thú có bao nhiêu bất đồng, những này chính là tiên giới bên trong đã từng xuất hiện sinh linh, vô cùng xa xưa, ẩn chứa vô thượng vĩ lực. Giờ phút này, dưới sự gia trì của tứ tượng phục thiên trận đổ, ngưng tụ ra hư ảnh của tứ linh thánh thú, gần như hòa làm một thể với bốn người vũ tinh thần, khiến khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, vũ tinh thần nhâm thiên tuyệt đông phương bạch cùng phương tình tuyết tứ đại tiên môn thánh tử thánh nữ đều đến đông đủ vì đối phó ta các ngươi thật đúng là nhọc lòng a à. bất quá cũng tốt đỡ ta từng bước từng bước đi giết hôm nay các ngươi liền đem mạng lưu lại đi lăng tiêu thần sắc lạnh lùng nói đặt mình trong tứ tượng phục thiên trận đồ hắn phảng phất không thèm để ý chút nào trong con ngươi tràn ngập chiến y cường đại cùng tự tin phảng phất bốn người trước mắt đã thành vật trong túi của hắn cuồng vọng muốn chết giết hắn thôn phệ tiên đế truyền thừa chính là của chúng ta chết đến nơi còn dám khẩu suất cùng ngôn giết đám người vũ tinh thần và nhâm thiên tuyệt quát lạnh một tiếng sát ý trong mắt sôi trào bùm khí tức kinh khủng xung quanh bọn họ bốc lên đều là trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng cường đại ngang trời đánh tới lăng tiêu bốn người này đều là thiên kiêu tuyệt thế trong tiên môn đều tu luyện tiên thuật vô thượng của tiên môn giờ phút này ra tay không chút lưu thủ đều bộc phát ra lực trí cường chân vũ đế quyền Chư Thiên Tinh Lạc Đại Tiên Thuật, Âm Dương Đại Ma Bàn, Vô Cực Diệt Tuyệt Tiên Quang, bốn loại vô thượng tiên thuật đồng thời bộc phát ra, giống như bốn đạo sáng chói tiên quang nước lũ, trùng trùng điệp điệp hướng về Lăng Tiêu trấn áp xuống, loại lực lượng này cường đại tới cực điểm, phảng phất có thể sụp đổ hết thảy. Tới tốt lắm. Chiến ý trong con ngươi Lăng Tiêu bốc lên, khí huyết quanh thân mãnh liệt, giống như biển rộng mênh mông, thần quang mãnh liệt phun ra, cuối cùng hóa thành một đạo tuyệt thế quyền ấn, ngang trời mà đánh, đây là lực lượng thân thể thuần túy. Lăng tiêu bộc phát ra toàn bộ lực lượng thân thể, tùy ý đại dương mênh mông, chia rẽ, khiến một quyền này bá đạo tới cực điểm. Quyền chưa tới, quyền ý đã lấp đầy cả bầu trời. Phảng phất có một tôn viễn cổ tổ thần hiện ra, thân cao ức vạn trượng, giơ tay nhất chân, trôn vùi ngôi sao, chấn áp hoàn vũ, không thể địch nổi. Vũ tinh thần bốn người đều là cảm giác được một cỗ vô cùng thảm thiết khí tức đập vào mặt, để cho bọn họ nguyên thần đều tại kịch liệt rung động. Răng rắc, chỉ là các loại này tuyệt thế quyền ý, liền để cho đầy trời ngôi sao vẫn lạc, tinh quang tan biến, chu thiên tinh lạc đại tiên thuật sở hóa ức vạn ngôi sao, đồng thời vỡ nát ra. Quyền ấn tung hoành mà đến, chân vũ đế quyền biến thành một đạo thân ảnh kia, giống như chân vũ đại đế hàng thế, nhưng cùng quyền ấn của lăng tiêu va chạm, hết sức căng thẳng, trong nháy mắt sụp đổ ra. Âm dương đại ma bản trong hư không, cùng với hủy diệt tiên quang rực rỡ chói mắt, đều bị một quyền này chôn vùi. Bùm, bốn người vũ tinh thần đều cảm giác được chấn động toàn thân, hư không bốn phương đều lắc lư kịch liệt, bọn họ trực tiếp bay ra ngoài, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Chỉ bằng các ngươi cũng dám tới giết ta. Thanh âm lăng tiêu giống như hồng trung đại lữ, chấn nhân tâm hồn. Quanh thân hắn khí thế bằng bạc, lượn lờ ba ngàn thế giới, cất bước mà đến, bốn phía mãnh liệt tiên quang nhao nhao tan vỡ ra, hắn sải bước sao băng cầm vô địch quyền ấn ánh mắt như điện sợi tóc tung bay hướng về vũ tinh thần bốn người đánh tới tứ tượng phục thiên trận đồ chính là lấy tứ đại cực đạo đế binh làm cơ sở ngừng tụ ra tứ linh thánh thú ra trì ở vũ tinh thần bốn người trên người để cho bọn họ có được tứ linh thánh thú vô thượng thần lực hơn nữa bốn tượng phục thiên trận đồ bên trong lật đổ càn khôn phá hủy ngôi sao diễn sinh ra hủy diệt chi lực chẳng những có thể vây người càng có thể giết người coi như là một vị tiên quân cường giả tứ tượng phục thiên trận đồ bên trong cũng sẽ trong nháy mắt mất đi tất cả cảm ứng, cuối cùng bị hủy diệt chi lực xóa bỏ. Nhưng Lăng Tiêu bất đồng, hắn bộc phát ra trí cường hồng mông bất diệt thể, trên lồng ngực hỗn độn thần cốt nở rộ ra hỗn độn quang, để hắn cả người tung hoành vô địch, vô luận gặp phải loại sát khí nào, trực tiếp lấy thân thể đấu đá lung tung. Tứ tượng phục thiên trận đồ dĩ nhiên là căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Mà Lăng Tiêu chỉ là nhìn chăm chăm vũ tinh thần bốn người ra tay, quyền ấn bá tuyệt hoàn vũ, hoành áp vô địch để vũ tinh thần bốn người đều là cảm giác được một cỗ cực lớn áp lực đập vào mặt, phảng phất tránh không thể tránh bình thường. Loại cảm giác này, phảng phất lăng tiêu mới là tứ tượng phục thiên trận đồ chủ nhân, đang áp chế bọn họ mà chiến. Giết! Sắc mặt vũ tinh thần vô cùng khó coi, sát khí trong con người lộ ra, quá to một tiếng, trên đỉnh đầu hắn, một tôn bạch hổ thần thú giống giận một tiếng, ngang trời đánh giết lăng tiêu. Bạch hổ thật lớn tản ra một loại khí tức man hoang thượng cổ, giống như bạch hổ thánh thu dáng thế, tản ra sát khí canh kim vô tận. Bùm, Lăng Tiêu quyền ra vô địch, Hỗn Độn quyền ấn cùng Bạch Hổ Thánh Thú va chạm cùng một chỗ, dĩ nhiên bộc phát ra tiếng kim thiết giao kích, sát khí vô tận bắt đầu khởi động, muốn đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Nhưng Bạch Hổ Thánh Thú mặc dù mạnh, cuối cùng vẫn không địch lại nắm đấm của Lăng Tiêu, bị Lăng Tiêu một quyền đánh nổ tung ra. Tứ Tượng Phục Thiên trận đổ nở rộ ra vô lượng quang mang, Bạch Hổ Thánh Thú sau khi nổ nát, dĩ nhiên lại một lần ngưng tụ ra tứ tượng thánh thú này ở trong tứ tượng phục thiên trận đồ chính là tồn tại bất tử bất diệt. Ngay sau đó, ngoại trừ bạch hổ thánh thú ở ngoài, thanh long thánh thú cùng ba tôn thánh thú khác cũng là ngang trời đánh tới, khí tức khủng bố vô cùng, lẫn nhau lực lượng, phảng phất nối liền cùng một chỗ, hình thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực. Không nên lưu thủ, toàn lực ra tay chém giết lôi lăng. Trong con người nhâm thiên tuyệt lóe lên hàn quang, trong lòng bàn tay hiện lên một phương kính cổ, diêu quang kính có thể chiếu ba ngàn thế giới, có thể hóa ngàn vạn ngôi sao, có thể hình thành diêu quang hủy diệt chi vực, phá nát hết thảy. Diêu quang kính nở rộ ra vô lượng quang mang, trong đó phẳng phất có ức vạn ngôi sao hiện ra, trùng trùng điệp điệp hoành không chấn áp mà đến. Giết! Vũ tinh thần, đông phương bạch cùng phương tình tuyết cũng đều là ánh mắt ngưng trọng, nhao nhao quát to một tiếng, tế ra ba đại cực đạo đế binh. Chân võ kiếm, âm dương đỉnh, côn luân cầm, tam đại cực đạo đế binh tỏa ra tiên quang rực rỡ khiến uy lực của tứ tượng phục thiên trận đồ cũng bị thổi phát tới cực điểm bên ngoài tứ đại thánh thú tứ đại thánh từ nhao nhao cầm cực đạo đế binh trong tay giết tới cực đạo đế uy sôi trào như biển đan sen thành một mảnh nơi hủy diệt khủng bố muốn đem lăng tiêu triệt để tuyệt sát lăng tiêu thân thể quá cường đại cường đại đến để cho bọn hắn cảm giác được nội tâm khủng bố trình độ càng là như vậy bọn họ đối với lăng tiêu sát ý lại càng mạnh vô luận như thế nào cũng không thể để cho lăng tiêu đảo tẩu nếu không bọn họ sẽ có phiền toái rất lớn tứ đại cực đạo đế binh sao vì giết ta các ngươi thật đúng là nhọc lòng a à. trong con ngươi lăng tiêu lóe lên tinh quang cười lạnh một tiếng nói sát ý kinh khủng quanh thân trong nháy mắt sôi trào hắn hồng mông bất diệt thể tuy rằng cường đại vô cùng nhưng không cách nào ngăn cản cực đạo đế binh uy cái kia bốn kiện cực đạo đế binh đều là để lăng tiêu cảm giác được nguy cơ có thể đối phó cực đạo đế binh chỉ có cực đạo đế binh tranh lục tiên kiếm nở rộ ra quang mang mãnh liệt trong phút chốc bị lăng tiêu nắm ở lòng bàn tay sau đó lăng không một kiếm chém xuống đang cùng hắn chiến đấu cái kia tứ đại thánh thú đều là cả người chấn động bị hắn một kiếm chém thành hai nửa ở trong hư không bạo vỡ ra lăng tiêu tung trời mà lên một kiếm lăng không đem diều quang kính bên trong bắn ra hủy diệt quang mang đánh nát sau đó cùng chân vũ kiếm đột nhiên va chạm một cái bùm tiền quang bắn ra, thần quang mãnh liệt trái mắt. Âm dương đỉnh giống như núi cao tăng vọt lên, ngang trời chấn áp lăng tiêu. Len keng len keng, tay áo phương tỉnh tuyết bùng bềnh như lăng ba tiên tử, côn luân cầm trôi nổi ở trước mặt hắn, theo ngón tay mảnh khảnh của nàng nhẹ nhàng phất, một trận sóng âm kỳ dị vang lên, sau đó hướng lăng tiêu bao phủ mà đến. Côn luân tán hồn khúc, đây là một đạo tiên thuật vô thượng phối hợp với côn luân cầm có thể ảnh hưởng tâm thần con người đi thẳng vào sâu trong nguyên thần chính là pháp môn công kích nguyên thần chí cường lăng tiêu cầm lục tiên kiếm cùng chân vũ kiếm va chạm một cái sau đó lăng không một kiếm điểm ra đâm vào âm dương đỉnh nhưng giờ phút này cổ kia kỳ dị tiếng đàn truyền đến để lăng tiêu nguyên thần khẽ run lên thậm chí có một loại muốn tiêu tán xu thế hả trong con ngươi lăng tiêu thần quang chợt lóe, vô tự thiên thư nở rộ ra một cỗ hào quang cổ xưa mà thần bí. 13 loại bản nguyên đại đạo hiện lên chung quanh nguyên thần của hắn, một cỗ sóng âm kia trong nháy mắt đã bị hắn thi triển thôn thiên bí thuật thôn phệ. Sau khi thôn thiên bí thuật hình thành thôn thiên bản nguyên, có thể nói là không gì không nuốt, cho dù là lực công kích nguyên thần của côn lôn tán hồn khúc cũng có thể bị thôn phệ. Nhưng lăng tiêu trần chờ một lát, lục tiên kiếm của hắn khẽ run lên, âm dương đỉnh đã hoành không chấn áp xuống, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, Giết, Vũ Tinh Thần bốn người đều là ánh mắt sáng lên, nhìn thấy Lăng Tiêu rốt cục lộ ra bại tích, nhất thời tinh thần đại chấn, nhào nhào cầm Cực Đạo Đế binh hướng Lăng Tiêu đánh tới. Tứ đại Cực Đạo Đế binh đan sen, lực lượng khủng bố có thể chôn vùi hết thảy, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bọn họ đều dự định một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Lăng Tiêu triệt để chém giết. Tiếng đàn côn luân cầm càng lúc càng dồn dập, từng đạo sóng âm kỳ dị hoành không mà đến, bao phủ cả người Lăng Tiêu, không ngừng hướng chỗ sâu nguyên thần của hắn mà đi phương tình tuyết khuôn mặt lạnh lùng trong con người sát ý tràn ngập côn luân cầm phối hợp côn luân tán hồn khúc chính là tuyệt đỉnh nguyên thần công kích thuật không người có thể ngăn cản mà ba người vũ tinh thần lại bộc phát ra lực lượng cực đạo đế binh mạnh nhất từ bốn phương tám hướng hoành kích mà đến lăng tiêu cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào vây công của bốn người bọn họ bùng trong con người lăng tiêu tinh mang lóe ra khí huyết xung quanh mãnh liệt bốc lên tràn ngập một cỗ khí tức giết cho khủng bố vô cùng hắn thi triển đại lục tiên thuật, quanh thân phẳng phát hình thành một mảnh giết chóc lĩnh vực, trong tay lục tiên kiếm mỗi một lần đánh ra, đều có thể phá giết hết thảy, uy lực vô cùng. Về phần côn luân cầm cùng côn luân tán hồn khúc, tuy rằng vô cùng quỷ dị, trực tiếp công kích lăng tiêu nguyên thần, nhưng là toàn bộ bị hắn thôn thiên bí thuật sở hóa giải. Lăng tiêu cầm lục tiên kiếm, nghênh chiến vũ tinh thần, nhâm thiên tuyệt cùng đông phương bạch ba người, kiếm quang tung hoành tứ phương, ở trong hư không xuất hiện từng đạo tàn ảnh kiếm khí, cực đạo đế binh mỗi một lần va chạm đều sẽ kích phát ra hàng tỷ đạo thần quang ầm ầm trong tứ tượng phục thiên trận đồ cực đạo đế binh tung hoành hư không sắc bén tới cực điểm cỗ cực đạo đế uy kia phun ra đem lăng tiêu cùng vũ tinh thần đám người toàn bộ bao phủ ở trong đó giết lăng tiêu ánh mắt lạnh lùng vô cùng lục tiên kiếm bị hắn thúc giục tới cực điểm cùng chân vũ kiếm đột nhiên va chạm một cái vô cùng thần lực bộc phát trực tiếp đem vũ tinh thần chém bay ra ngoài âm dương đỉnh hoành không mà đến, trong đó có âm dương nhị khí đan sen, miệng đỉnh phẳng phất ẩn chứa một mảnh âm dương giới, có thể đem hết thảy tất cả đều thu vào trong đó, triệt để ma diệt. Lăng tiêu cầm kiếm mà đến, trong nháy mắt chém ra hàng ngàn hàng trăm kiếm, kiếm khí đem âm dương đỉnh bao phủ lên, phát ra tiếng kim thiết giao kích, cuối cùng đem âm dương đỉnh đánh bay ra ngoài. Mà Đông Phương Bạch cả người chấn động, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc kinh hãi. Hắn căn bản không nghĩ tới, tu vi của hắn so với lăng tiêu cao, hơn nữa trong tay có cực đạo đế binh, dĩ nhiên vẫn là rơi vào hạ phong, bị lăng tiêu gắt gao áp chế, ẩm ẩm. Trong diều quang kính bắn ra trùm sáng, nhao nhao trôn vùi ra, tại lăng tiêu chung quanh giết chóc lĩnh vực bên trong nhanh chóng phân giải, thậm chí đều không có cách nào chạm đến lăng tiêu thân thể. Lăng tiêu một tay cầm lục tiên kiếm, một tay thi triển vô cùng quyền ấn, mênh mông quyền ý trùng trùng điệp điệp, tràn ngập thiên địa, mỗi một quyền hạ xuống, đều ẩn chứa sụp đổ hết thảy lực lượng. Vũ Tinh Thần, Đông Phương Bạch và Nhâm Thiên Tuyệt đều chấn động cả người, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Lăng Tiêu ra tay quá mức sắc bén mà bá đạo. Ba người bọn họ tuy rằng tu vi cường đại, hơn nữa có ba đại cực đạo đế binh, dĩ nhiên căn bản không có cách nào áp chế Lăng Tiêu, ngược lại để Lăng Tiêu càng đánh càng mạnh. Lục Tiên kiếm cùng Trần Vũ kiếm, Diêu Quang kính, Âm Dương đỉnh ba đại cực đạo đế binh dây dưa cùng một chỗ, mỗi một kích đều có thể nở rộ ra hào quang vô cùng, quét ngang bốn phương hư không, lăng tiêu quanh thân lượn lờ hỗn độn khí hồng mông bất diệt thể bị hắn thúc giục tới cực điểm cả người đều tản ra một loại bá đạo vô cùng khí thế hắn truy tinh đuổi nguyệt mà đến lục tiên kiếm lay động chân vũ kiếm hỗn độn quyền ấn vô cùng chấn áp xuống để cho võ tinh thần sắc mặt đại biến cảm giác được bốn phía hư không đều bị quyền ý tràn ngập thậm chí có một loại cảm giác tránh không thể tránh đáng chết sắc mặt vũ tinh thần có chút tái nhợt muốn hoành không dịch chuyển ra nhưng hắn lại căn bản tránh không thoát một quyền này của lăng tiêu Bùm! Vũ tinh thần cả người chấn động mạnh, hắn bộc phát chân vũ đế quyền trôn vùi ra, một quyền này oanh ở trên ngực của hắn, để cho hắn cả người run rẩy, trực tiếp bay ra ngoài. Phụt! Trong miệng hắn kịch liệt ho ra máu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Lôi lăng, đừng càn rỡ! Nhâm thiên tuyệt hét lớn một tiếng, diều quang kính trong tay nở rộ ra vô lượng quang mang. Từng chùm sáng xuyên thấu hư không, đan sen thành một mảnh tuyệt sát lĩnh vực, hướng lôi lăng bao phủ xuống. Phá! Lăng tiêu quát to một tiếng, lục tiên kiếm trong nháy mắt ở trong hư không phân hóa ra hàng tỷ đạo hướng về những chùm sáng kia nghênh đón nhao nhao đồng thời quy về chôn vùi ẩm ẩm lăng tiêu quanh thân bộc phát ra một cỗ khí thế như núi thở biển gầm thôn thiên bí thuật bị hắn thúc giục tới cực điểm ở quanh thân hắn hỗn độn quang dâng lên hiện ra một mảnh mênh mông nuốt chửng vòng xoáy vòng xoáy thôn phệ nhanh chóng tăng vọt trong hư không tiên quang mãnh liệt bốn phía cùng với lực lượng cường đại đan sen đầy trời đều bị lăng tiêu cắn nuốt đi vào Lăng Tiêu cả người, phảng phất hóa thân thành một tôn thượng cổ hung thú, đấu đá lung tung mà đến, phảng phất căn bản không có đem Vũ Tinh thần bốn người để ở trong mắt. Tranh, âm dương đỉnh kịch liệt rung động, trực tiếp bay ra ngoài, mà Đông Phương Bạch trên lồng ngực bị Lăng Tiêu chém một kiếm, máu tươi mơ hồ, cả người càng là bị thôn phệ vòng xoáy lôi kéo mà đến, phảng phất muốn triệt để bị thôn phệ. Bùm! âm phủ của côn luân tán hồn khúc dừng lại một quyền của lăng tiêu đánh vào trên côn luân cầm làm cho côn luân cầm nở rộ ra quang mang mãnh liệt phương tình tuyết bị cỗ lực phản chấn cực lớn kia đánh úp lại cả người càng là trực tiếp bay ngang ra ngoài trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin bùm lăng tiêu sải bước giống như một tia chớp chia rẽ không ai có thể địch vũ tinh thần và nhâm thiên tuyệt trong nháy mắt đã bị quyền ấn đầy trời bao phủ trong miệng bọn họ giống giận liên tục nhưng căn bản không có cách nào ngăn cản quyền ấn thật lớn đánh vào trên ngực bọn họ, làm cho ngực bọn họ sụp đổ, trong miệng cuồng phun máu tươi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. Răng rắc, chung quanh lăng tiêu khủng bố thôn phệ lực càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng, thậm chí ngay cả tứ tượng phục thiên trận đồ đều là trực tiếp bị xé rách ra. Trong cơ thể của hắn ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy lực, tứ đại thánh tử ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Giết! Lăng tiêu lăng không một chỉ điểm ra, chỉ mang xuyên thấu hết thảy, hướng tới vũ tinh thần mi tâm mà đến, ẩn chứa một loại đại phá diệt lực lượng ba động. Một ngón tay này xuyên thấu hư không mà đến, ẩn chứa tuế nguyệt bổn nguyên lực lượng, để cho vũ tinh thần cả người rung động, thời gian chung quanh phòng phất đều động lại bình thường. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia vô cùng hoảng sợ thân sắc, hắn là triệt để cảm giác được tử vong uy hiếp. Cút ngay! Vũ tinh thần giống giận một tiếng nói, thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể, muốn né tránh lăng tiêu một ngón tay này, Bụt. nhưng lăng tiêu này một ngón tay chẳng những ẩn chứa vô cùng thân thể lực lượng càng là tuế nguyệt đại đế vô thượng đế thuật tuế nguyệt diệt độ chỉ chỉ mang sắc bén trong nháy mắt liền xuyên thấu mi tâm vũ tinh thần sau đó điểm ở trên bất diệt nguyên thần của hắn bùm vũ tinh thần bất diệt nguyên thần ầm ầm vỡ nát ra sau đó lăng tiêu lăng không một chảo nhất thời từ vũ tinh thần bất diệt nguyên thần bên trong bắt ra một viên đạo quả kỳ dị đó là chân vũ đại đạo bồn nguyên đạo quả bị lăng tiêu mạnh mẽ rút ra Bùm, thân thể Vũ Tinh Thần chia năm xẻ bảy, cả người trực tiếp nổ tung trong hư không, hai cốt hoàn toàn biến mất, hồn phi phách tán. Lăng Tiêu đem cái kia một quả đạo quả trực tiếp dung nhập vào Mi Tâm Nguyên Thần Thức Hải bên trong, thi triển thôn thiên bí thuật, trực tiếp đem nó luyện hóa lên. Hắn là người thứ nhất, các ngươi đều phải chết. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, thanh âm như lôi đình, chấn nhân tâm phách. Nhâm Thiên Tuyệt cùng Đông Phương Bạch Phương tình tuyết đều là sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vô cùng hoảng sợ, thánh tử Vũ Tinh thần của Chân Vũ Tiên môn cứ như vậy bị Lăng Tiêu chém, sắp xảy ra đại sự rồi. Vũ Tinh thần tu luyện chính là Chân Vũ Đại Đạo, tìm hiểu Chân Vũ Đại Đạo bản nguyên, Chân Vũ Đại Đạo chính là lấy võ đạo nhập tiên đạo, bao hàm vô số võ học công pháp, vô số võ đạo cảm ngộ, ẩn chứa bản nguyên nhất võ đạo ý thức lăng tiêu thôn phệ chân vũ đại đạo đạo quả sau đó, lập tức trong đầu tuôn ra một cỗ bằng bạc tin tức nước lũ, vô số võ đạo cảm ngộ dung nhập vào trong nguyên thần của hắn. Chân vũ đế quyền, vạn đạo sát quyền, đế bá hoàng quyền, quân lâm thiên hạ thế, vạn kiếm quyết, thiên đao trảm, vô số cường đại võ đạo thần thông cùng cảm ngộ, nhào nhào bị lăng tiêu cảm giác được. Những thứ này đều là võ tinh thần cả đời võ đạo cảm ngộ, hơn nữa từ võ đạo nhập tiền đạo, thành tựu chân võ đại đạo, ngừng tụ chân võ đạo quả, Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Vũ Tinh Thần thực lực quả thật rất cường đại, đây là một cái vì võ đạo mà sinh tuyệt thế thiên tài, có được vô cùng cường đại bản năng chiến đấu, một đường từ nhỏ yếu dứt ra, cuối cùng trở thành chân vũ tiên môn thánh tử, thậm chí bị trở thành chân vũ tiên môn tương lai trưởng giáo đến bồi dưỡng. Có thể nói, chỉ cần Vũ Tinh Thần không chết, tương lai tất thành tuyệt thế tiên quân, có thể chấp trưởng chân vũ tiên môn, trở thành một đời trí cường giả. Nhưng đáng tiếc chính là, chênh lệch giữa hắn và Lăng Tiêu quá lớn, Hắn tuy rằng so với Lăng Tiêu cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, nhưng là Lăng Tiêu Hồng Mông bất diệt thể cùng Hỗn Độn Thần cốt đã cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng trình độ, ngoại trừ cực đạo đế binh ở ngoài, bình thường tiên khí căn bản không cách nào đối với Lăng Tiêu tạo thành bất kỳ thương tổn. Thân thể Lăng Tiêu vô địch đã hình thành xu thế nghiền ép, mặc dù Lăng Tiêu còn không có ngưng tụ bản nguyên chi thể, thế nhưng quyền ý của hắn mênh mông cuồn cuộn như biển, giống như đại đế sống lại, ùn ùn kéo đến, vũ tinh thần căn bản ngay cả một quyền của hắn cũng không tiếp được cho nên vũ tinh thần tuy rằng rất cường đại nhưng là cuối cùng vẫn là chết ở lăng tiêu trong tay ong chân vũ kiếm khẽ run rẩy nở rộ ra quang mang mãnh liệt cực đạo đế uy phun mỏng hư không trong phút chốc ngang trời mà đi trực tiếp phá vỡ hư không rời khỏi tiên ma động vũ tinh thần cũng không phải chân vũ kiếm chủ nhân tại vũ tinh thần chết trận về sau chân vũ kiếm tự nhiên muốn trở lại này chân chính chủ nhân trong tay lăng tiêu cũng không có ngăn trở lấy hắn tu vi bây giờ còn không đủ để mạnh mẽ cướp đoạt cực đạo đế binh hơn nữa xóa đi mặt trên nguyên chủ nhân lạc ấn lăng tiêu ánh mắt sắc bén vô cùng quanh thân ẩn chứa cực kỳ khủng bố lực lượng nhất là cắn nuốt chân võ đạo quả về sau để cho hắn bản năng chiến đấu càng ngày càng cường đại lên mà giờ phút này bởi vì vũ tinh thần chết nhâm thiên tuyệt đông phương bạch cùng với phương tình tuyết đều là sắc mặt tái nhật vô cùng trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi vô cùng chính là ta rất sắc áp lực cường đại của lăng tiêu ùn ùn kéo đến, khiến tâm thần bọn họ rung động, cơ hồ đều đã mất đi chiến ý. Vũ tinh thần đã chết, lôi lăng quá mức tàn nhẫn, đã nhập ma. Chúng ta đi mau, mời Thái Uyên Sư Huynh, đến đây trừ ma. Nhâm Thiên Tuyệt cắn răng nói, trong nháy mắt phóng lên trời, trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Đồng Phương Bạch cùng Phương Tình Tuyết cũng đều là biến sắc, Nhâm Thiên Tuyệt lời vừa nói ra, bọn họ đều là không còn có chút do dự, đồng dạng là lựa chọn hướng bốn phía chạy trốn mà đi. Giết, trong con người lăng tiêu lóe ra sát khí trong miệng bộc phát ra tiếng quát như sấm sét hắn bước ra tức khắc ngàn vạn trượng trực tiếp hướng nhâm thiên tuyệt sát cảm giác được phía sau truyền đến khủng bố sát ý nhâm thiên tuyệt sắc mặt đại biến trong lòng quả thực muốn chửi má nó lôi lăng tên hỗn đản này dĩ nhiên không đuổi theo đông phương bạch cùng phương tình tuyết đem tất cả lực chú ý đều đặt ở trên người của hắn để cho hắn không ngừng kêu khổ nhất là nhâm thiên tuyệt cảm giác được tốc độ của lăng tiêu vậy mà so với hắn còn nhanh hơn một phần khoảng cách giữa hai người không ngừng bị kéo vào. Lôi lăng, cút ngay cho ta. Nhâm thiên tuyệt hồn hển hét lớn. Bùm! Diêu quang kính trong tay hắn nở rộ ra vô lượng quang, thụy khí bốc hơi, tiên quang vạn đạo, từng đạo trùng sáng đan sen mà ra, hướng lăng tiêu bắn tới. Hắn không trông cậy vào có thể chém giết lăng tiêu, chỉ hy vọng có thể chỉ hoãn tốc độ truy sát của lăng tiêu. Tranh, Lục Tiên kiếm quang mang vô cùng, từng đạo kiếm khí vắt ngang hư không, Lăng Tiêu cầm Lục Tiên kiếm lăng không mà đánh, không ngừng đem những chùm sáng kia chém nổ, đồng thời tốc độ không giảm, vẫn là hướng Nhâm Thiên Tuyệt đuổi tới. Nhâm Thiên Tuyệt tiếp ta một quyền, tốc độ của Lăng Tiêu đột nhiên tăng nhanh, trong nháy mắt tới gần Nhâm Thiên Tuyệt vạn trượng, sau đó lăng không đánh ra một quyền. Quyền ý bằng bạc phun ra, hỗn độn thần cốt trước ngực Lăng Tiêu phun mỏng hỗn độn quang, một quyền này của hắn dung hợp lực lượng hỗn độn bí thuật giống như khai thiên tích địa trong nháy mắt đã bao phủ nhâm thiên tuyệt một quyền này tránh không thể tránh nhâm thiên tuyệt tức giận đến mức quả thực sắc phun máu trong ánh mắt tràn đầy thân sắc vừa sợ vừa giận hắn căn bản không dám cứng rắn tiếp một quyền này của lăng tiêu diều quang kính trong tay nháy mắt ngang trời mà lên nghênh đó một quyền kia của lăng tiêu răng rắc hư không chấn động kịch liệt lăng tiêu một quyền đánh vào diêu quang kính đây là lần đầu tiên Lăng Tiêu dùng nhục quyền cứng rắn chống lại Đế binh cực đạo. Từ trong diêu quang kính bắn ra trùng sáng, khủng bố vô cùng, trong nháy mắt liền xé rách máu thịt của hắn, để cho nắm tay của hắn huyết nhục mơ hồ, lộ ra trong suốt xương cốt. Chanh! Xương cốt Lăng Tiêu phát ra một đạo tiếng run rẩy, nhộn nhạo ra một cỗ sáng bóng bất hủ, thần bí vô cùng. Máu thịt của hắn tuy không chịu nổi lực lượng của diêu quang kính, nhưng xương cốt của hắn lại vô cùng kiên cố, cho dù là diêu quang kính cũng không thể phá hủy mà cỗ quyền ý vô cùng kia bộc phát ra, một quyền tuyệt thế dung hợp hỗn độn bí thuật, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy, trực tiếp đem diêu quang kính oanh khẽ run lên, bay ngược trở về. Ha ha ha, cực đạo đế binh, không gì hơn cái này. Lăng tiêu trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cường đại chiến ý, quanh thân khí huyết bốc lên, khi tức trở nên càng ngày càng khủng bố. Mà nhâm thiên tuyệt trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, trở nên vô cùng tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó có thể tin được. Hắn ta thấy gì, lôi lăng này dĩ nhiên thật sự lấy thân thể huyết nhục cứng rắn chống lại đế binh cực đạo điều này sao có thể một tia chiến y cuối cùng trong lòng hắn cũng biến mất trong nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh tăng nhanh tốc độ muốn chạy trốn hắn không bao giờ muốn nhìn thấy lôi lăng nữa thật kinh khủng nhưng lăng tiêu cũng không có ý định buông tha hắn đồng dạng là thi triển na di bí thuật cả người giống như xuyên qua hư không bình thường cảnh tượng bốn phía trở nên vô cùng hư ảo hắn cùng nhâm thiên tuyệt trong lúc đó khoảng cách cũng là nhanh chóng bị kéo vào tứ đại thánh tử này đều là tiên môn tuyệt thế thiên kiêu mỗi một cái đều thực lực siêu tuyệt vô cùng cường đại có các loại ác chủ bài vừa mới ở tứ tượng phục thiên trận đồ bên trong nếu không phải lăng tiêu xuất kỳ bất ỷ bộc phát ra trí cường vĩ lực trực tiếp đánh giết vũ tinh thần muốn giết bọn họ bốn người quả thật rất khó nhất là ở bọn họ một lòng chạy trốn dưới tình huống lăng tiêu cũng không cách nào đem nhâm thiên tuyệt đông phương bạch cùng phương tình tuyết ba người toàn bộ chém giết chỉ có thể lựa chọn đuổi giết một người mà nhâm thiên tuyệt tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. đông phương bạch cùng phương tình tuyết yếu như vậy, người như thế nào không đi đuổi giết bọn họ? nhâm thiên tuyệt đối bi phẫn, một bên điên cuồng di chuyển, một bên điên cuồng quát lăng tiêu. tại sao phải đuổi giết ngươi? đương nhiên là bởi vì chúng ta có thù. lăng tiêu cười lạnh một tiếng nói, ánh mắt như sắt, hàn quang lộ ra, quyết tâm triệt để chém giết nhâm thiên tuyệt. ta bây giờ đã có mười bốn quả đạo quả. Này chính đại tiên môn, liền đại biểu cho chín quả đạo quả, đây là ta thu hoạch đạo quả tốt nhất cơ hội, cho nên lần này tiên ma động liền đem những này tiên tộc người chém tận giết tuyệt đi. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, từ khi hắn thôn thiên bí thuật ngưng tụ ra thôn thiên đạo quả về sau, Lăng Tiêu liền phát hiện một cái chính hắn con đường, đại đạo dung hợp con đường, dung hợp đại đạo càng mạnh, dung hợp đạo quả càng nhiều, tự nhiên thực lực bản thân hắn lại càng mạnh. Nếu là cuối cùng có thể dung hợp ba ngàn đại đạo, lăng tiêu chắc chắn bước ra một cái tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vô thượng chi lộ. Lăng tiêu tại luyện hóa thôn phệ tiên đế đạo quả thời điểm, liền từ trong đó phát hiện mặt khác vài loại đạo quả khí tức. Có lẽ, thôn phệ tiên đế cũng đi lên con đường này. Nhưng thôn phệ đại đạo, dù sao chỉ là một trong ba ngàn đại đạo, muốn lấy thôn phệ đại đạo dung hợp cái khác đại đạo bản nguyên, bản thân chính là hành động nghịch thiên nhưng Lăng Tiêu lại bất đồng. Lăng Tiêu có vô tự thiên thư, có tạo hóa ngọc điệp, cái này hai kiện hỗn độn trí bảo, đều ẩn chứa thiên địa chi bí, nhất là tạo hóa ngọc điệp. Càng là được xưng dung nạp ba ngàn đại đạo, có cái này hai kiện trí bảo trong người, Lăng Tiêu mới có thể không hề cố kỵ thôn phệ cái khác đạo quả. Những người khác lại không làm được. Cho nên, Lăng Tiêu con đường nhất định cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, đây là một cái quét ngang vô địch, độc đoán vạn cổ tuyệt thế con đường. Răng rắc. Trung thân Lăng Tiêu lôi đỉnh lóe ra, phảng phất có vô tận lôi đình hội tụ, hắn lăng không một trường đánh ra, lòng trời lở đất, ức vạn đạo lôi đình, hội tụ thành một đạo tuyệt thế thiên phạt chi lực, hướng nhâm thiên tuyệt chấn áp xuống. Thiên phạt bí thuật, lĩnh ngộ thiên phạt bản nguyên, ngưng tụ thiên phạt đạo quả, để cho thiên phạt bí thuật mới thật sự là đại phóng dị sắc, dưới một kích này, không hề thua kém vô thượng đế thuật. Nhâm Thiên Tuyệt sắc mặt đại biến, một ngụm tinh huyết phun lên trên diêu quang kính, làm cho diêu quang kính đại phóng quang mang, trong nháy mắt sông lên trời, ngăn cản đạo lực lượng thiên phạt kia. Bùm! Thần quang vô tận nở rộ ra, thiên uy mênh mồm mộc phát, khiến diêu quang kính rung động kịch liệt, ngay cả Nhâm Thiên Tuyệt chấp trưởng diêu quang kính cũng chấn động cả người, tốc độ chậm lại. Ngay sau đó, Lăng Tiêu nhanh chóng tiếp cận Nhâm Thiên Tuyệt, sau đó Lăng không đánh ra một quyền. Đáng chết! Nhâm Thiên Tuyệt kinh độ đan sen, cảm giác được ra đầu tê dại, bằng lực lượng bản thân hắn, căn bản ngăn không được Lăng Tiêu một quyền này, cho nên, hắn nhanh chóng triệu hồi Diêu Quang Kính, muốn ngăn trở Lăng Tiêu một quyền này. Tranh, kiếm khí tranh minh, Lục Tiên kiếm nở rộ ra vô lượng kiếm khí, trong nháy mắt vắt ngang hư không, trực tiếp xuyên thấu thiên địa mà đến, sau đó chém ở trên Diêu Quang Kính. Hai đại cực đạo đế binh va chạm, trong phút chốc nhấc lên một cỗ gió lốc, khủng bố cực đạo đế uy tràn ngập ra, phảng phất có thể vỡ nát hết thảy mà một quyền kia của lăng tiêu cũng là hung hăng oanh tới răng rắc nhâm thiên tuyệt giống giận liên tục bộc phát ra lực lượng toàn thân ngăn cản nhưng chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy vang lên lăng tiêu một quyền này trực tiếp đem hai tay nhâm thiên tuyệt oanh nổ sau đó thế đi không giảm oanh ở trên ngực của hắn bùm toàn thân nhâm thiên tuyệt bộc phát ra tiên quang rực rỡ bay tứ tung ra ngoài trên người lại xuất hiện vết nứt dày đặc như mạng nhện không đợi nhâm thiên tuyệt có động tác gì, lăng tiêu lại một lần nữa ngang trời mà đến, chỉ điểm mi tâm nhâm thiên tuyệt. Thời không bí thuật, tuế nguyệt diệt độ chỉ, hai đại vô thượng bảo thuật bộc phát, lăng tiêu phẳng phát hóa thân thành một tôn khống chế thời không vô thượng đại đế, ánh mắt lạnh lùng vô cùng, tự có một loại thế gian vô địch khí thế phun ra. Trong ánh mắt nhâm thiên tuyệt tràn đầy thân sắc hoảng sợ, thời không bốn phía đều ngưng động. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lăng tiêu chỉ điểm kia ở trên mi tâm của hắn. Phụt, huyết quang tràn ngập, sắc bén chỉ mang ẩn chứa hủy diệt hết thảy sinh cơ, để nhậm thiên tuyệt cả người trực tiếp ầm ầm nổ tung. Ngay cả bất diệt nguyên thần trong thức hải của hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào đào tẩu, trực tiếp bị vỡ nát ra. Lăng tiêu vươn tay một chảo, trực tiếp đem một viên tràn ngập ánh sao sáng chói đạo quả, từ trong đầu nhâm thiên tuyệt lấy ra. Tinh thần đạo quả mang máu, thoạt nhìn rực rỡ lóa mắt, sáng chói mà mộng ảo, phảng phất có vô số ngôi sao lóe ra, hội tụ thành một mảnh ngân hà sáng chói, Quả nhiên là tinh thần đạo quả. Lăng Tiêu hít sâu một hơi nói, trong con ngươi quang mang sáng chói. Bùm, quanh thân hắn bộc phát ra một cỗ lực thôn phệ cường đại vô cùng. Mi tâm của hắn hiện ra một mảnh vòng xoáy thôn phệ. Lăng Tiêu đem tinh thần đạo quả đưa tới mi tâm, nhất thời đã bị hắn thôn phệ. Sau đó bắt đầu chậm rãi luyện hóa. Diêu quang tiên môn vốn đi chính là tinh thần đại đạo, trong truyền thuyết chính là chiếm được đạo thống của một vị diêu quang đại đế thời thượng cổ, mới có diêu quang tiên môn hôm nay bên trong diêu quang tiên môn, ngoại trừ tinh thần đại đạo ra, còn có rất nhiều đường nhỏ, đều là chi nhánh của tinh thần đại đạo, chỉ có ngưng tụ ra tinh thần đạo quả mới có thể trở thành thánh tử của diêu quang tiên môn. Giống như nhâm tiêu giao kia, mặc dù chỉ là tu vi tiên quân nhất trọng thiên, nhưng ngưng tụ tinh thần đạo quả, cho nên giống như nhâm thiên tuyệt, đều trở thành thánh tử của diêu quang tiên môn. Hôm nay, nhâm thiên tuyệt bị lăng tiêu chém giết, viên tinh thần đạo quả này cũng rơi vào trong tay lăng tiêu. Đây là viên đạo quả thứ 15. Tiếp theo, liền bắt đầu giết chóc đi. Trong con ngươi lăng tiêu tinh mang sáng chói, xung quanh đều tản mát ra một cỗ chiến ý bằng bạc. Bùm! Bốn phía thiên địa lay động, núi cao chấn động, trong núi rừng vô số chim bay cá nhảy đều bị kinh động, nhao nhao hướng xa xa chạy trốn. Lăng tiêu truy sát nhâm thiên tuyệt, bất chi bất giác đã rời khỏi sinh mệnh xâm lâm. Sau khi nhâm thiên tuyệt chết, diêu quang kính tự nhiên cũng phá giới mà đi. Lăng tiêu cắn nốt tinh thần đạo quả về sau, liền bắt đầu chuyển động thần niệm hướng xa xa bay vút đi, tìm kiếm tiên tộc người tung tích. Trận tiên ma đại hội này vốn là đại hội giết chóc, chính là chém giết giữa thần tộc và tiên tộc. Trước kia người của thần tộc và tiên tộc từ trong tiên ma động đi ra, có thể nói là trăm không còn một, vô cùng thảm thiết, hơn nữa người chết phần lớn là người của thần tộc. Lăng Tiêu hôm nay tiến vào tiên ma động bên trong, tự nhiên muốn thay đổi thần tộc dĩ vãng trạng thái, trợ giúp thần tộc thắng được trận chiến này. Từ giờ trở đi, săn giết tiên tộc. Vèo lăng tiêu giống như một tia chớp trong nháy mắt tung trời mà đi hắn không có che giấu trên người khí tức sáng trói thần quang bộc phát ra trùng trùng điệp điệp tung hoành hư không để vô số yêu thú cùng cường đại phi cầm đều là nhao nhao tránh đi lăng tiêu những yêu thú kia mặc dù không có linh trí nhưng cũng đều là có bản năng cường đại có thể cảm giác được lăng tiêu không dễ chọc cho nên trong lúc nhất thời lăng tiêu ngược lại trở thành bá chủ của phiến thiên địa này nhưng lăng tiêu không biết chính là, hắn chém giết vũ tinh thần cùng nhâm thiên tuyệt, đã ở tiên ma động bên ngoài, đưa tới một cỗ cường đại bão táp. Hết chương 3010 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.